Nè, cầm lấy. Đứng lại. Đứng lại. Định làm gì? Đệ nghĩ sư huynh kêu đệ cầm vẻ lao vào chỗ trà, nhất định kêu đệ quét dọn Phật đường và lau sạch tượng Phật. Đệ đúng là thông minh á. Hương quả của chùa chúng ta rất là đông, cho nên bụi ở trên tượng Phật á đóng thành từng lớp. Vậy đệ vô quét dọn đại điện đi. Được. Nè, sư huynh à, thông thường phải huy động tất cả sư đệ cùng quét dọn đại điện, nay có mình người này sao quét dọn sạch được? Đệ thiểu cái gì, cứ để cho hắn quét dọn. Đệ không chỉ phải quét dọn lau sàn cho sạch sẽ thôi nha, bụi bặm ở trên tượng đệ cũng phải lau sạch hết cho ta luôn. Rõ. Còn ngơ ngác làm gì, liễu ngộ. Dẫn hắn đi. Đây. Nhanh tay lên, quét dọn chỗ này xong còn phải quét dọn đại điện nữa đó. Đi lẹ lên. Nhớ quét cho sạch đó ha. Không sạch đừng có nghỉ. Cung tổng Liễu Ngộ sư huynh. Khỏi chào. Nhiều tượng Phật tới vậy sao? Vậy tôi phải quét dọn tới khi nào? Quét bên này cũng đụng trúng tượng Phật, quét bên kia cũng đụng trúng tượng Phật. Vậy kêu tôi làm sao quét đây? Không quét nữa. Không biết hiện nay Tú Anh như thế nào rồi, chẳng hay còn bị Thẩm Thẩm mùi ấy hành hạ hay không. Tú Anh, ta nhớ mùi lắm đó. Trời ơi, bà Thúc Mã Thẩm, chúc mừng nha. Tới rồi, tôi đến để giúp Tân Nương về tạ, nhà. Đa tạ. Đây, cầm lấy. Đa tạ. Tân Nương đâu rồi? Sắp xong hết rồi. Ê, tướng công. Trời ơi, hôm nay là ngày thành hôn Tân Nương xinh đẹp thiệt đó. Hèn gì Tân Lan cứ đòi lấy Tú Anh cho bằng được à. Con không lấy chồng. Con còn dám nói, ta sẽ đánh chết con đó. Ê trời ơi, bậy, hôm nay là ngày vui, không nên dùng từ phải, đó. Phải, không nói. Khóc đi, Tân Nương càng khóc, nhà chồng càng làm ăn lên. Thật đó. Sao? Thật mà. Khóc đi. Con cứ khóc cho lớn tiếng đi. Con càng khóc thì chồng làm ăn càng lên. Khóc đi. Tôi nghĩ sắp đến giờ lành rồi. Nhanh lên, Tân Lan chắc cũng nóng ruột lắm. Qua đây khiêng về đi. Đó, đi, mau lên. Đừng mau à. Lên, đi thôi, mau lên. Chúng đi thôi, mau lên. Mau lên. Chúng ê, Tú Anh. Thì ra là do ngủ sai. Cũng may chỉ là nằm mơ thôi. Nguy rồi. Sắp tới hoàng hôn rồi. Nguy rồi. Công việc này tôi hoàn toàn chưa làm được chút gì hết.
Vậy phải làm sao đây? Tính sao đây? Tính sao đây chứ? Kêu tôi làm sao quét dọn đây? Làm sao tôi có thể quét dọn sạch sẽ? Tôi nói Tứ Đại Kim Cang, tôi van xin các vị, xem như các vị giúp tôi được không? Tôi mời các vị ra ngoài một lát để tôi quét dọn sạch sẽ chỗ này. Như vậy các vị có ở đây cũng thấy thoải mái, có đúng không? Hay quá rồi. Họ đã ra ngoài hết rồi. Phen này mình tha hồ mà quét dọn. Bắt đầu. Dương lão gia, đi nhanh lên, bà Mai đến rồi. À, đến rồi, đến rồi, Tân Nương đến rồi. Đến rồi. Trời ơi. Trời ơi. Con dâu chúng ta xinh đẹp như tiên vậy đó. Nè, nói gì vậy? Con trai chúng ta đã chọn nhất định phải đẹp. Nè 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 nè, đội lên, đội lên, chuẩn bị bái đường. Tôi không đội đâu. Nè nè, đội lên. Tôi không đổi. Không sao đâu. Ông coi không đổi thì... cũng không sao. Như vậy tôi có thể nhìn nàng rõ hơn nhiều rồi đó. Có đúng không? Càng để con nhìn nàng á, thì thấy càng dễ thương á nghe. Nhìn xem. Sao nó cứ đứng đó khóc hoài vậy không biết. Trời ơi, con nhìn xem con khóc lem mặt hết rồi kìa. Nè, bà Mai, bà mau dẫn nó vào trong trang điểm lại đi. Nè, Tiểu Như, Tiểu Thúy, qua đây. Dạ, mau dựa Tân Nương vào nhà trang điểm lại cho đẹp. Buông ra, tôi không đi. Đi. Nhanh lên, đừng mà, tôi vào nhà đi. Tượng Phật sao ở ngoài này hết rồi? Có chuyện rồi. Đại sư huynh ơi, có chuyện xảy ra rồi. Hả? Ê, Sư huynh. Ê, nguy rồi. Nếu như họ kéo nhau tới đây, vậy mình sẽ giải thích sao với họ đây. Tôi... Làm ơn tránh ra. Yên. Tứ Đại Kim Cang, tôi van xin các người, các vị mau vào trong giùm tôi. Nếu không, chúng sư huynh kéo tới sẽ khổ cho tôi đó. Đa tạ các vị. Đa tạ. Đi mau đi. Từ từ thôi. Không nên chen lớn. Các vị đi theo hàng, phải đi nhanh và phải giữ trật tự giùm tôi. Hả? Mau lên. Sư phụ à, chính mắt con thấy tên đầu, cái tên trúng bát đó, hắn khiêng tất cả tượng Phật ra ngoài sân để nè. Đúng vậy. Đúng đó sư phụ. Liễu Ngộ sư huynh, huynh nói hay quá đó. Trùng bát ca lấy đâu ra thần lực đó? Để... Cậu ấy nói rất đúng, tôi cũng không tin.
Cho dù là tôi muốn khiêng số tượng Phật đó cũng khá là khó khăn. Huống hồ là như Liễu Ngộ sư phụ nói, đó là tất cả tượng Phật, không thể như vậy được. Sao lại không thể nào? Tôi đã nhìn thấy tận mắt mà. Liễu Nguyên à, có thật là con đã nhìn thấy không? Thật đó. Liễu Ngộ nhìn thấy kể cho con nghe, rồi sau đó con mới kể cho sư phụ phải, nghe. Dạ phải. Thôi được, nếu Quốc Thụy thật sự làm như vậy, ta nhất định đuổi nó đi khỏi Hoàng Giác Tự. Đáng đời. Tượng Phật đâu? Rõ ràng để ở đây mà. Hả? Vừa rồi rõ ràng để nhìn thấy tượng Phật để ngoài này á. Trời ơi, lạ thiệt ta, sao mất tiêu rồi? Đi đâu được chứ? Quốc Thụy à. Trời ơi, tượng Phật đâu rồi? Cứ đi sư phụ. Liễu Nguyên à, tượng Phật con nói đâu rồi? Con trụ trì sư phụ, tượng Phật tất nhiên là thở trong đại điện rồi. Vậy cái này Trời ơi. Chẳng phải để nói mang tượng Phật ra đây để hay sao? Tượng Phật đâu rồi? Thiệt bà sư huynh à, hồi nãy rõ ràng để nhìn thấy chỗ này, chỗ nào cũng đều có tượng Phật hết. Tuy lúc kể lại có hơi lố, nhưng mà rõ ràng nhìn thấy tượng Phật thiệt chứ bộ. Kẻ ngốc mà tin đệ nói đó. Bộ đầu ghẻ là lực sĩ hay sao? Đệ sẽ hại chết ta đó, có biết chưa? Rõ ràng đã nhìn thấy hắn mang tượng ra đây để mà, sao lại không có được chứ? Không lẽ mình qua mắt hả ta? À, không lẽ đầu ghẻ nó biết chơi yêu thuật? Trời ơi. Tốt lắm. Quét dọn sạch sẽ, không dính hạt bụi nào. Quốc Thụy à, dạ. Vất vả cho con quá. Trụ trì sư phụ, những chuyện này là chuyện con nên làm mà. Đúng là thật vất vả đó. Sư huynh, chuyện gì nữa? Tượng Phật đứng sai vị trí rồi. Phong điều vũ thuận, lẽ ra là phong vũ bên phải, điều thuận bên trái mới đúng chứ. Đúng rồi đó. Chết rồi. Các vị đứng sai vị trí rồi, mau đổi chỗ đi. Phải. Sư phụ ơi. Lại có chuyện gì nữa? Vị trí của Tứ Đại Kim Cang bị sai rồi. Sai hết trơn rồi. Con dám chắc tượng Phật từng bị di chuyển qua, lẽ ra phong vũ bên phải, điều thuận bên trái. Sư phụ nhìn coi. Sư phụ nhìn coi, chẳng phải Tứ Đại Kim Cang vẫn ở như cũ sao? Không phải, vừa rồi rõ ràng không phải như vậy đâu. Không nên nói nhiều nữa. Liễu Nguyên à, con là người tu hành, còn lại là đại sư huynh, sao không biết người tu hành không được nói dối? Con, sư phụ, thật ra thôi được rồi, ngày mai phạt con gánh 50 đồ nước. Hả? Vậy kẻ hết số củ dưới bếp cho ta nữa. Giả lại, ngày mai không được ăn cơm. Không được ăn cơm sao? Không được ăn cơm. Trời ơi, không được ăn cơm là chết rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Đi. Trời ơi, còn phải gánh lớn cái chẻ củi nữa, chắc chết quá à. Nghĩ tới thôi đã muốn xỉu rồi. Cung Tống trụ trì sư phụ, phải gánh nước chẻ củi sao? Trời ơi, nghĩ tới đã thấy chóng mặt rồi đó. Sư huynh à, hay để giờ huynh về phòng nghỉ trước nghe. Đây Cung Tống hai vị sư huynh. Hả?
Như vậy chính là hại người hại mình. Không sai. Giả lại tôi cũng không tin. Với khả năng của đầu ghẻ huynh, làm sao khiêng nổi số tượng Phật đó. Đúng vậy. Ê, huynh sao vậy hả? Trần Hữu Lượng, huynh không nên nhìn người ta bằng ánh mắt như vậy. Huynh khiến ta phải rợn tóc gáy đó. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy ánh mắt của huynh khó chịu lắm. Chuyện đó đương nhiên, các vị không dám nhìn thẳng vào tôi. Tại vì sau này có lẽ tôi sẽ đứng trên muôn ngàn. Đứng trên muôn ngàn? Thứ người tự cao tự đại như hắn còn đòi đứng trên muôn ngàn sao? Đứng trên muôn ngàn? Ê, đại ca, đứng trên muôn ngàn là sao vậy? Đứng trên muôn ngàn. Đây, đứng trên muôn ngàn chính là quản một vạn người. Một vạn người à? Như quan huyện, tướng quân. Và còn Đủ rồi, tạm gác chuyện đó lại đi. Có chuyện gì? Huynh có nghe tin Nè, Thăng Hòa, sao khi không lại than thở vậy? Để... Ê, vừa rồi đệ hỏi ta có hai tin, mà là tin gì chứ? Huynh, hoàng hậu của huynh lấy chồng rồi. Đệ nói Tú Anh hả? Ừ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không lý nào Tú Anh lấy người khác. Chính là tên đại ngưu đó. Mới sáng nay thôi, hắn đã lấy Tú Anh rồi. Sao lại như vậy chứ? Tên đại ngưu đó chẳng phải đã phong hắn làm thái giám sao? Sao hắn dám lấy hoàng hậu của ta? Đó là huynh nói thôi. Tú Anh bị Thẩm Thẩm cô ấy bán rồi. Tú Anh. Tú Anh. Ê, đại ca. Tú Anh, buông ra đi. Đại ca, buông ra mà. Đại ca, đừng làm chuyện khờ dại. Huynh lo cho mình còn chưa xong thì có thể làm gì được chứ? Tú Anh, ta phải đi tìm Tú Anh. Đại ca, buông ta ra. Tú Anh bị đưa đến nhà đại ngưu từ sáng rồi. Cho dù bây giờ huynh đến đó cũng không còn kịp nữa đâu. Tú Anh. Tú Anh. Cuối cùng cũng lấy được nàng rồi. Hôn lễ bắt đầu. Bắt đầu rồi đó. Tôi không lấy. Ủa sao? Vậy là sao? Sao mà cứ khóc lóc hoài vậy? Con trai của ta không xứng với ngươi hay sao? Thiệt tình, ngày vui trọng đại, sao ngươi cứ khóc lóc hoài vậy? Trước mặt bà con hai họ, ngươi đứng đó khóc lóc chẳng ra thể thống gì hết. Trời ơi, mọi người đều nhìn thấy hết rồi, cô đừng có khóc nữa. Nín đi, xui xẻo lắm đó, hiểu chưa? Đại ngu ơi, đại ngu à, quân nguyên nó lùng mất cây tráng nó đi lính đó, tôi sợ họ đuổi theo tới đây, tôi tới để báo huynh biết nè. Cậu tới đây để báo cho chúng tôi biết hay sao? Rõ ràng là cậu dẫn quân nguyên tới nhà chúng tôi thì có. Không được, tôi còn phải lấy Tú Anh đó. Mà bắt hắn cho ta. Bắt không những thanh niên này cho ta. Ngài xem, chúng tôi đây hàng năm đều nộp ngân lượng cho các vị mà, có phải không? Quân gia, nghe thấy Dương gia chúng tôi chỉ có một thằng con trai thôi. Mong ngài hãy nhận lấy. Đúng vậy. Tốt,
Tốt lắm. Để họ về cho ta. Đừng có con trai đâu mà. Trời ơi, lầm ơi. Bây giờ con muốn lời đơn thuyền, các người không thấy làm vậy. Đừng ra. Đừng mà. Lầm ơi. Trả con lại cho con. Trả lên lên. Trời ơi. Người ở đó cứ khóc. Trời cho con trai ta bị quán bên mắt luôn kìa. Người ơi. Con trai. Tội nghiệp quá. Con quá phải ăn ồn thiệt đó. Đúng rồi, tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Phải đâu, phải đâu. Đúng là tội mà. Sao lại thành ra như vậy? Tội nghiệp quá. Ngay ngày thành hôn luôn lại có chuyện này. Cô không hiểu tại sao trong lòng cô ta không ngừng mong nhớ Tú Anh cô nương. Ta mong trước khi ta đi khỏi chỗ này có thể gặp được mặt cũ. Tướng công, chúng ta giàu to rồi, sính lễ lên tới 5 món lận. Trời ơi, nhà của Đại Ngưu ra tay không hà tiện chút nào. Ê, trời ơi, Tú Anh nhà mình về làm dâu nhà đó không lo ăn không lo mặc. Thật sự được làm thiếu phu nhân đó nha. Sao hả? Tú Anh lấy chồng rồi hay sao? Tú Anh lấy chồng rồi. Tú Anh lấy chồng rồi. Hoàng hậu của ta đã bị người ta giật mất rồi. Ông trời ơi, ông nhất định phải phù hộ Tú Anh. Phù hộ Tú Anh bình an vô sự. Còn về tên Đại Ngưu đó, hắn thực sự là đáng ghét mà. Rõ ràng hắn biết Tú Anh là hoàng hậu của mình mà còn đòi lấy cổ. Tú Anh, muội đang ở đâu vậy? Muội có biết là ta nhớ muội lắm không? Trong lòng ta thấy đau xót lắm. Trụ trì sư phụ nói nhất định phải học cho giỏi, sau này trở thành một người hữu dụng. Nếu như mình cứ sa sút như vậy, chẳng phải có lỗi với trụ trì sư phụ sao? Và có lỗi với người mẹ quá cố của mình sao? Nhưng mà nay Tú Anh đã... Huynh đang đọc sách sao? Tôi còn tưởng huynh đang đau xót khóc lóc đó. Tôi nghe Thang Hòa nói, tôi nghe Liễu Nhân nói Tú Anh cô nương thanh mai trúc mã của huynh nay đã lấy chồng rồi, đúng không? Thôi được rồi, đừng đau buồn làm gì, lấy lại tinh thần. Lẽ ra tôi nghĩ rằng huynh cần phải khóc lóc sướt mướt, nhưng thật sự cho tôi biết huynh cũng khá cứng rắn. Lòng dạ của huynh chắc cũng sắt đá như tôi. Trái tim sắt đá? Huynh nói huynh trái tim sắt đá? Cũng không thể nói vậy. Tại tôi có nhiệm vụ quan trọng, tôi phải lật. Lật? Lật cái gì? Không có gì.
Ý, đúng rồi. Huynh xem, tôi mặc tân y thấy sao hả? Ừ, ôi trời, đứng lên đi. Hả? Huynh thấy sao? Ừ. Cũng được đó, trông cũng đẹp. Hữu Lương à, Huynh à, cố gắng ở lại trong tượng thời gian. Không chừng ha, với thông minh trời phú, sau này Huynh có thể kế thừa ngôi vị trụ trì. Ai thèm làm trụ trì, nay mai tôi sẽ đi khỏi đây. Ấy, ngoài đời vô cùng hỗn loạn, Huynh ra ngoài làm gì chứ? Tôi sinh ra là để dẹp yên binh loạn. Thật sao? Ừ, có chí khí, ta cũng theo Huynh. Huynh đi làm gì? Có Huynh dẹp giặc. Chờ sau khi Huynh dẹp giặc xong, ta sẽ... Huynh sẽ làm gì hả? À... lẽ ra ta muốn nói, chờ sau khi Huynh ấy dẹp giặc xong, ta sẽ lên ngôi làm hoàng đế. Nhưng mà thấy Huynh ấy dữ như vậy, thôi đi, mình không thèm nói làm gì. Nói mau đi, thật ra để làm gì? Ờ, à, thì vậy chúc mừng Huynh. Thế nào, không hoan nghênh tôi à? Tất nhiên, tới lúc đó tôi nhất định sẽ mời Huynh. Huynh phải có mặt đó. Hả? Ừ, tôi nhất định có mặt. Được, vậy quân tử nhất ngôn. Ừ, quân tử nhất ngôn. Chàng vừa nói gì, chàng lặp lại một lần đi. Đại Ngưu đã bị quân Nguyên bắt rồi, cho nên Dương gia đòi đến thoái hôn. Nương tử. Thoái hôn. Nương tử. Ngươi là tên sao quả tạ? Hồ Ly Tinh, Bạch Hổ Tinh. Dương gia chúng tôi xui tám kiếp cho nên mới lấy ngươi về làm dâu. Ngươi khóc ngày khóc đêm, trù cho con trai ta phải chịu xui xẻo, bị quan binh bắt đi làm thái giám. Ta ước gì ngươi chết đi. Đừng cho ngươi chết, đánh cho ngươi chết, đừng có đánh nữa. Đánh cho ngươi chết, đánh cho ngươi chết, đánh cho ngươi chết, đánh cho ngươi chết, đánh cho ngươi chết. Chết nữa mà. Đúng là tay lại đi. Chết cũng đáng đợi. Chết cũng đáng. Được rồi, phu nhân à. Chết. Đánh cho người chết à. Đánh cho người chết. Đánh cho người chết. Được rồi, dừng tay lại đi. Coi chừng xảy ra án mạng. Phụ mẹ cứ đánh cho con chết đi. Con xin mẹ đừng có đuổi con về. Con không về nhà đâu. Giỏi lắm. Ngươi tính giỏi lắm. Ta phải đưa ngươi về nhà để còn phải lấy lại số sính lễ chứ. Ta muốn thoái hôn. Con, ta phải làm cho ngươi mất mặt với hàng xóm, không thể ngóc đầu lên được. Đi. Con không về đâu. Chuyện này không đến lượt ngươi. Đi. Ở trời ơi phu nhân. Đừng mà. Đi. Đừng đuổi con về nhà. Đừng vậy. Phu nhân. Đừng ra. Con không về nhà đâu. Đi. Đi lên. Đi nhanh lên. Đi. Nương tử, nàng mang hành trang đi đâu vậy? Chàng còn dám hỏi sao? Tất nhiên là thiếp bỏ trốn rồi. Chàng nghĩ xem, không may Dương gia tới thoái hôn, thiếp sẽ mất mặt lắm. Còn nữa nha, số sính lễ đó nên giải quyết làm sao đây? Sính lễ? Sính lễ thì cứ trả cho họ thôi. Trả cho họ hả? Chàng bị điên rồi sao? Đúng là uổng công thiếp lấy vàng đó. Thôi nương tử, lúc này mọi chuyện đang rối tung lên, nàng còn cãi sao? Thiếp không ở không cãi nhau với chàng đâu. Nói chung là thiếp đi trước đây. Nè. Chà, Mã Đại Thẩm, bà mang theo hành trang đi đâu vậy? Ê, trời ơi, chào đi. Bà Xui. Tôi đi xa để lo chút chuyện thôi. Tôi sẽ về ngay mà. Công chuyện hả? Đưa áo qua cho ta. Vô nhà. Vô. Tu Anh. Tu Anh. Tu Anh. Sao con lại ra nông nỗi này? Con. Tu. Tu Anh. Tội nghiệp cho cháu gái của tôi quá. Tội nghiệp? Ông nói như vậy mà nghe lọt tai sao? Bà. Trời ơi, bà Xui à.
Chúng ta là người một nhà mà. Có chuyện gì từ từ rồi nói. Từ từ rồi nói cũng được. Ai là xuôi gia của bà vậy hả? Tôi phải thoái hôn. Thoái hôn hả? Trời ơi, tôi nói bà xuôi à. Vậy lễ đã nhận rồi, cũng đã bái đường rồi, có phải hay không? Cháu tôi đã về nhà bển rồi, sao có thể nói thoái hôn là thoái hôn được chứ hả? Tôi xin lỗi bà nha. Đúng là ả đã về nhà bển, nhưng mà chưa có làm lễ, nói chi đến bái đường. Con trai cưng của tôi đó đã bị tên Bạch Hổ Tinh này hắc ám. Nó bị Quân Nguyên bắt đi làm thái giám. Thứ Bạch Hổ Tinh như ả, Dương gia chúng tôi không dám giữ lại đâu. Tôi không muốn ả khắc chết Dương gia nữa. Được, được, bà đòi thoái hôn chứ gì. Tôi sẽ thoái ngay, ai mà thèm đi. Bà con hàng xóm, mọi người làm chứng cho tôi. Cháu gái tôi mới bước chân vào Dương gia có nửa buổi thôi, đã bị họ hành hạ như vậy rồi. Nếu sống ở nhà họ thêm vài ngày nữa, có khác gì sẽ gây ra án mạng đâu. Phu nhân à, chúng ta đã đưa cô ấy về nhà rồi, thôi chúng ta về nhà đi. Vậy sao? Đi về tất nhiên phải đi về rồi. Nè, lấy sinh lễ mang về nhà. Dạ đó. Cái gì? Nè, không được lấy sinh lễ về, không được đâu. Đứng lại. Đâu? Gì? Nè, Mã Thảo, các người dừng tay đi. Trời ơi, không ai nhận sinh lễ rồi trả lại đâu, đúng vậy hay không? Bà xui à, không, bà Dương à, không được làm như vậy. Nè, để lại, không được đòi lại đâu, không được đòi lại sinh lễ của ta đâu mà. Tại sao bà không biết xấu hổ vậy? Bà nói lại không biết xấu hổ. Tôi đã mang ả qua trả cho bà rồi nè, bà còn đòi tôi phải bố thí cho bà nữa sao? Hả? Không biết xấu hổ. Hả? Ai không biết xấu hổ? Ai không biết xấu hổ chứ? Đi. À, đi, đi, đi thôi. Đi. Ta nghĩ chính các người mới không biết xấu hổ đó. Sinh lễ mang tới rồi còn đòi lại nữa. Không sao đâu con, không sao đâu. Trở về là tốt, trở về là tốt. Đi, chúng ta vào nhà thôi. Thôi đi, cái gì mà trở về là tốt. Ta không có được lợi ích gì hết trơn, vậy mà còn phải mang tiếng nữa. Thôi đi, nương tử. Nàng nhìn Tú Anh đi, nó đã ra nông nổi này rồi. Nàng đừng chửi nó nữa. Nó đã ra nông nổi gì hả? Nó vốn không tốt lành gì, là tên xui xẻo mà. Cái đồ sao quả tạ này, trước kia nó đã cắt chết cha mẹ của nó, bây giờ gả qua nhà chồng còn cắt luôn bên nhà chồng nữa. Ngươi làm mất mặt Mã gia chúng ta quá rồi. Con trai của họ bị Quân Nguyên bắt đi, mắc mớ gì đến Tú Anh chứ? Gia lại, gả lại cái gì chứ? Trước kia Quân Nguyên không bắt lính hay sao? Ông có biết hay không? Dương gia người ta lo lót cho huyện lệnh biết bao nhiêu là ngân lượng rồi. Xưa nay người ta đều bình an vô sự, tự nhiên lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Theo tôi nghĩ chính là cái tên sao quả tạ này nè. Tú Anh Hải. Thôi đi. Cái đồ đáng chết, đáng ghét mà. Tú Anh, họ đứng vậy. Tướng công, đại ca đại tổ chàng chính là bị nó cắt chết đó. Hay da, nàng định cằn nhằn đến bao giờ đi? Nàng cho Tú Anh vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Ai cho nghỉ ngơi? Sướng quá mà, đã bị thoái hôn rồi. Bây giờ lập tức đi giặt giũ rồi chẻ củi cho ta. Công việc còn cả một đống, đừng hòng được nghỉ ngơi. Sao còn đứng ở đó nữa? Dạ. Wow. Giỏi thiệt. Quá giỏi. Quá giỏi thiệt. Quỳnh biểu diễn coi hay thật đó. Biểu diễn? Tôi luyện kiếm không phải để biểu diễn, mà là dùng để giết người. Hả? Giết người? Ừ. Không đúng. Trong sách Thánh Hiền có ghi chép: dĩ bạo chế loạn, thiên hạ loạn; dĩ đức phục nhân, thiên hạ bình. Quỳnh có đòi chém giết lẫn nhau phải kéo dài tới khi nào? Quỳnh làm gì vậy? Quỳnh làm gì vậy? Quỳnh định giết đại ca tôi có phải không hả? Thang qua, tôi đang luyện kiếm với đại ca của cậu thôi. Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy Quỳnh dùng kiếm đâm đại ca tôi. Tôi thật sự đang luyện kiếm mà. Phải đó Thang Hòa, Trần Hữu Lượng đang luyện kiếm cho ta xem. Để có biết không, kiếm thuật của Quỳnh ấy á vô cùng cao siêu. Ê đầu ghẻ ơi. Hả? Cuối cùng cũng tìm được đệ rồi. Liễu Ngộ sư huynh, Quỳnh tìm đệ có chuyện gì? Một bọn quan binh kéo nhau vô đại điện, còn có một vị thiếu thợ đội tìm đệ kìa. Hả? Ê, đại ca,
Quynh đừng than thở nữa. Tôi nhìn thấy Quynh như vậy, trong lòng tôi thật sự thấy đau lắm đó. Ê, ta đang trách bản thân mình đó. Lại nghĩ đi, khi không đi cứu con cặp cái đó làm gì, tự làm cho mình thêm khổ thân. Quynh đừng nói như vậy. Quynh tốt bụng như vậy để tin ông trời nhất định sẽ hồi báo cho Quynh mà. Hy vọng là vậy. Ừ. Trung bác, không nên đau buồn làm gì. Chúng ta chơi trò chơi đi, sao hả? Ê, chơi trò chơi, chơi cái gì vậy? Chúng ta xem ai khỏe hơn. Hay đó. Hả? Không chơi đâu. Nói tới khỏe hơn, hai chúng tôi không ai so lại Quynh. Không nên khiêm tốn, chưa so tài sao biết ai hơn ai. Vậy được, vậy tôi thi trước. Tốt lắm, mời. Ê, 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 nè, nè, nè. Nè, tôi đếm 1, 2, 3, sau đó bắt đầu. Ừ. Đã chuẩn bị xong chưa? 1, 2, bắt đầu. Thăng Hòa, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên Thăng Hòa. Đừng thu Quynh ấy nha, mau lên. Cố lên, cố lên, đừng thu Quynh ấy, cố lên, cố lên. Bị xong chưa Liễu Nhân? Cố lên, trường hữu lượng quá lợi hại. Đại ca. Liễu Nhân, cậu cần phải luyện tập lại. Ê, không sao đâu. Để biết là rồi. Trò chơi thôi, đừng đau buồn ha. Thôi được, Trùng Bác, tới lượt Quynh đó. Tôi hả? Ờ, không được, các người tự chơi đi ha. Đại ca, đại ca chơi đi, trả thù cho đệ nữa. Quynh làm được mà. Hả? Mau lên. Phải chơi thật hả? Tất nhiên rồi. Chơi thì chơi. Mời. Tôi đếm đến ba là bắt đầu đó nha. Ừ. 1, 2, 3 bắt đầu. Đại ca thắng, 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 đại ca, đại ca thắng, đại ca thắng, đại ca thắng, đại ca, đại ca thắng, đại ca, đại ca thắng, đại ca thắng, đại ca. Đại ca thắng, đại ca thắng. Thật không ngờ Trùng Bác lại khỏe như vậy. Đại ca thắng, đại ca thắng. Mình không dốc hết sức thì không thể thắng được. Sao Trần Hữu Lượng lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Và lại hắn đang dốc sức hết toàn lực. Tính sao bây giờ? Nếu hôm nay không thể thắng hắn, thua cho hắn ta mất mặt lắm. Rốt cuộc ta nên làm sao đây? Ê, nếu như bây giờ mặt bằng này có thể nứt ra làm đôi, như vậy xem như không có ăn thua rồi. Đại ca, đại ca, quân không sao chứ? Đại ca. Hả? Đại ca, Quynh không sao chứ? Để đỡ Quynh đứng dậy. Hey, không sao, không sao. Ê, Trần Hữu Lượng, vẫn là Quynh lợi hại nha. Bàn đá này cũng gãy làm đôi luôn. Ta nghĩ nên nói là ngang tài ngang sức mới phải. Chú Trùng Bác, xem ra Quynh từng luyện qua đó. Thật ra tôi cũng biết là do Quynh nhường tôi thôi. Bây giờ bàn bị gãy đôi rồi, không so tài được nữa. Vậy chúng ta có chơi tiếp không? Tất nhiên chơi rồi. Ê, còn chơi nữa. Vậy chúng ta chơi gì đây? Hay là chúng ta so tài? Ê, Trần Hữu Lượng, Quynh biết xạ tiễn không? Xạ tiễn? À? Đây là bản lĩnh bẩm sinh của bổn thiếu gia. Do, xem bộ hơi keo đó. Chưa so tài mà, chưa biết ai hơn ai đâu. Ý cậu muốn nói là cậu xạ tiễn giỏi lắm sao? Ờ, chuyện đó đương nhiên rồi. Không phải tôi, là đại ca của tôi. Ê, ta. À? Ta, ta đâu biết xạ tiễn. Ê, từ ngày đại ca hay chơi ná, bất luận là bắn người hay bắn chim, nó đều chính xác giống như nhau hết mà. Ê, xạ tiễn và bắn ná không có giống nhau. Đều là bắn thôi mà. Thôi đi Trùng Bác. Nếu Quynh đã giỏi bắn ná như vậy, vậy chúng ta so tài xem sao. Đại ca. Hữu Lượng. Nè, cho Liễu Nhân bắn trước đi. Tôi. Ai sợ ai chứ. Liễu Nhân, xạ tiễn do cậu đề nghị, đừng làm mất mặt nha. Hả? Cho
Thăng Hòa, đệ lợi hại lắm, đã bắn trúng tâm bia rồi. Bắn tiếp. Đó. Ê, Thăng Hòa, hả? Đã bắn gần trúng giữa tim đỏ rồi. Mũi tên này cũng tạm được thôi. Bắn tiếp. Ê, nè, Thăng Hòa, thì ra chẳng phải chúng ta thường hay nghe nói xạ tiễn cần phải cân bằng tâm lý hay sao? Cho nên ta tin tưởng mũi tên này của đệ nhất định có thể bắn trúng giữa tim đỏ đó. Cố lên nha. Đệ hay quá. Đệ có hay đó. Cũng được đó Liên Nhân. Bắn ba mũi trúng một mũi. Tôi nghĩ sau này đệ làm chức phó quan gì đó chắc không có vấn đề gì. Huynh chỉ giỏi nói láo thôi. Tôi đang chờ xem huynh có thể bắn trúng không. Tôi xem đây Liễu Nhân. Thế đâu? Wow. Trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Hôm nay lần đầu tiên ta được chứng kiến đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, đúng vậy, đúng vậy, đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nha. Đúng rồi. Sao vậy? Đây là trò chơi thôi mà, có gì phải buồn chứ. Trời sư đệ quả nhiên lợi hại lắm. Tài giỏi lắm đó, tài giỏi lắm. Ê, hai vị sư huynh, hả? Hai vị nói vậy nghe hơi phô trương đó. Ai đã phô trương chứ. Ta nói nè đầu ghẻ, để có thể bắn chính xác như vậy sao? Đúng vậy, để nhìn xem. Để biết kéo cung hả? Ta nghĩ để cầm mũi tên lên cũng không được luôn. Ai nói để cầm lên không nổi? Để cũng có thể bắn trúng tim đỏ đó. Ấy, bắn trúng tim đỏ hả? Trời ơi. Tùng bếp, tô cơm lớn một chút nuốt vô được. Còn nói láo nghe không lọt tai đâu. Ai nói là nói láo chứ. Ta không chỉ có thể bắn trúng tim đỏ, giả lại còn có thể bắn xuyên qua tấm bia nữa. Bắn xuyên qua tấm bia luôn. Tấm bia hả? Mắc cười quá đi. Ta có thể bắn mũi tên Barasa 5 dặm nữa đó. Được rồi Trung Bếp, vì quân biểu diễn cho mọi người xem đi. Xạo quá. Đại ca nhất định sẽ làm được. Đưa tên đây. Đại ca sẽ làm được mà. Giỏi, đại ca giỏi lắm. Wow. Chẳng lẽ hắn bắn xa 5 dặm thật sao? Theo ta nghĩ nhất định là do Trần sư đệ liên tục bắn trúng ba mũi tên đã bắn rách tim đỏ cho nên đầu ghẻ mới bắn xuyên qua được thôi. Phải, chắc chắn là do Hữu Lượng đã bắn cho tim đỏ rách ra rồi cho nên đệ mới có thể bắn xuyên qua thôi, nếu không các huynh hiểu lầm đệ có thần lực đó. Quả nhiên giỏi thật. Vậy có thật là mũi tên bay xa 5 dặm không vậy? Ta nghĩ khẳng định là không có, chỉ ở gần đây thôi. Chúng ta đi tìm đi, đi tìm đi, nhanh lên, nhanh lên. Đi tìm. Phải coi ở đâu. Huynh đúng là người tài lánh mặt đó. Tôi đâu có đâu. Tôi đi tìm mũi tên nha. Chu Trùng Bác, ngươi quả nhiên mạnh hơn ta. Đừng trách ta không nể mặt ngươi. Tú Anh cô nương. Hàng công tử, tại sao huynh lại đến đây vậy? Tôi thấy cô phải giặt nhiều quần áo như vậy, tôi đến phụ cô giặt đồ. Không cần đâu, số quần áo này tôi tự giặt. Bây giờ
huynh vẫn chưa hồi phục. Tuy hiện nay tôi chưa hồi phục, nhưng mà vẫn có thể giúp đỡ cô mà. Sự khô hết rồi. Hàng công tử, huynh lợi hại quá. Tôi từng nói tôi có thể giúp đỡ cô mà. Ừ, Tú Anh à, tay cô sao bị thương vậy? Có phải Thẩm cô đánh cô không? Tại vì tôi bị người ta thoái hôn, cho nên Thẩm Thẩm của tôi không vui. Bà ấy trách tôi, hại bà ấy mất mặt trước mọi người, cho nên bà ấy... Thẩm Thẩm cô đúng là quá đáng mà. Nghe nghe dám hành hạ cô, tôi thề cho bà ấy biết tay. Hàng công tử, huynh đừng đi. Lỗi do tôi gây ra khiến cho bà ấy mất mặt. Huynh đừng bao giờ làm hại bà ấy nha. Tú Anh cô được, cô theo tôi về Bạch Liên giáo đi, được không? Bạch Liên giáo? Đúng vậy, tôi là thánh đồng của Bạch Liên giáo. Cô theo tôi về Bạch Liên giáo sẽ không có ai dám ăn hiếp cô đâu. Vả lại tôi có thể bảo vệ cô. Cô đi theo tôi nha. Tôi không thể đi theo huynh. Tại sao lại vậy? Tại vì nói chung là tôi không thể đi theo huynh. Không may Thẩm Thẩm cô lại ăn hiếp cô thì sao? Huynh không cần lo cho tôi, yên tâm đi. Thôi được, nếu như cô không chịu đi theo tôi, tôi không miễn cưỡng cô. Cái cẩm nang này hồi tôi còn nhỏ sư phụ tôi cho tôi. Bên trong cẩm nang có lá bùa, lúc cô gặp nguy hại về mạng sống cứ mở nó ra, nó sẽ cứu mạng cô. Cái này tôi tặng cô. Không được đâu hàng công tử, quà này quý giá lắm. Cô cứ nhận lấy đi. Cái này xem như tôi đền ơn cứu mạng cô dành cho tôi. Vậy đa tạ huynh. Lạ thật, mình đi khắp trong ngoài Hoàng Giác Tự này cũng không tìm được vị thiếu niên của hôm đó. Vị chân mình thiên tử đó rốt cuộc ở đâu vậy? Chẳng lẽ không có trong Hoàng Giác Tự này? Chân mình thiên tử rõ ràng đang ở đây, tại sao? Các người chờ tôi với. Hả? À? Chào thầy. Người này có thiên đình tròn đều, đây là phúc tướng. Rất tiếc không phải là người mà ta đang tìm. Trung bếp. Hả? Hữu Lượng. Hữu Lượng đã tìm được chưa? Không gặp. Hình như họ đi xa lắm rồi. Chúng ta đi xem. Nè, Di Tiểu huynh đệ, cậu ấy chính là chân mình thiên tử. Chẳng qua hiện nay thiên hạ phân tranh, dân sống lầm than, thiên thư của ta vẫn chưa luyện thành. Hiện nay ta không thích hợp gặp mặt cậu ấy. Không hiểu tại sao, tại sao cậu ấy lại đi tu. Yeah.
Đâu ta tìm quán thấy gì? Hướng mà đại ca sợ tiễn mũi tên nên ở hướng này không phải hướng kia. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tại sao vậy? Trời ơi, đừng có hỏi nữa, cho dù thật sự bắn theo hướng đó cũng không có ai dám đi đâu. Hả? Sao lại như vậy? Rõ ràng là tại cái chỗ đó mà. Không có gì, chỗ đó chúng ta không thể đi. Ngọn núi đó là Trung Ly Sơn, theo truyền thuyết á, Hán Trung Ly ở đó tu hành đắc đạo, cho nên sư phụ từng nói là không thể đến đó được. Kể cả dân làng vùng này cũng không thể đến gần chỗ đó luôn. Anh nói lung tung. Trời công tử, bổn thiếu gia không tin đâu. Đệ cũng không tin. Hai vị sư huynh, từ nhỏ đệ đã trưởng thành tại đây, đệ chưa từng nghe kể về chuyện này. Ta nói không được đi là không được đi. Có đi thì các đệ đi đi, ta không có đi theo đâu. Bổn thiếu gia không tin chuyện đó đâu, ta nhất định đến đó để xem rốt cuộc là sao. Nè, nói đủ chưa? Hỏi ra cứ tự xưng mình là thiếu gia. Bây giờ huynh đang làm hòa thượng, đang mặc tăng y đó. Bổn thiếu gia thích vậy, sao hả? Không phục à? Mọi người đều là bạn bè, làm gì vậy? Thăng Hòa, Hữu Lượng, nếu như hai vị sư huynh đã nói là không có ai được đến đó, vậy chúng ta đừng đi nữa. Ta sẽ đi một mình, sợ chết thì đừng theo. Đi thì đi. Không có sợ chết đâu. Thăng Hòa, làm hư chuyện hết trơn à? Đúng là phá đám. Tên đầu ghẻ đệ, hư chuyện hết trơn. Đệ, sư huynh à, đệ làm hư chuyện gì chứ? Ai biểu đệ bắn xa như vậy? Ai biểu đệ bắn xa tới vậy? Ý huynh nói là xạ tiễn hả? Đệ xạ tiễn có làm gì đâu mà hư chứ. Sư huynh à, bắn xạ tiễn đâu có hư chuyện gì đâu. Không phải chuyện của đệ. Tên đầu ghẻ kia, đệ cũng giỏi thiệt đó. Nói chung là do đệ bắn xa như vậy, bây giờ họ đã đi lùng rồi. Đệ phải đi tìm họ về cho ta. Không tìm được họ thì đệ cũng đừng có về. Sư huynh đệ, xin dừng bước. Vì đại ca này là thầy à, vừa rồi chúng ta đã gặp nhau rồi. Đúng vậy. Tiểu huynh đệ, đệ mặc tăng y nhưng lại không cạo đầu, cho nên khiến ta cảm thấy hiếu kỳ. Tôi làm như vậy là có nguyên do. Bây giờ quân Nguyên đi khắp nơi để bắt người, tất cả trai tráng trong làng, trốn có trốn, bắt có bắt, tôi không còn chỗ nào để đi. Cho nên đó, tôi chỉ còn cách trốn đến Hoàng Giác Tự để làm hòa thượng. Hả? Thì ra làm vậy. Tiểu huynh đệ, vậy còn việc vừa rồi cũng mặc đồ đội nón như hòa thượng, chẳng lẽ có như cậu không vậy? Đội nón? Thầy nói là Trần Hữu Lượng hả? Hắn nha, thấy chuyện bất công ra tay nghỉ hiệp, nhưng rốt cuộc bị quân Nguyên đuổi giết. Tình cờ gặp tôi để cứu hắn. Hả? Tiểu huynh đệ, cậu cứu cậu ấy à? Hay lắm. Cậu có thể cứu cậu ấy, đối với tương lai của cậu sẽ có lợi rất là lớn. Ít lợi hả? Trời ơi, vì đại ca này, cứu người á là do lòng từ bi phát ra từ nội tâm, sao phải nghĩ tới lợi ích chứ? Câu này nói chuyện tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ trong đó, giản dị nhưng không kém phần trí tuệ. Chỉ tiếc là cậu ấy không phải là chân mệnh thiên tử. Không biết chân mệnh thiên tử Trần Hữu Lượng, lòng dạ cậu ấy như thế nào. Nè thầy à, nếu như thầy không có chuyện gì, tôi xin phép đi tìm bạn của tôi nha. Cáo từ. Tiểu huynh đệ, ta có thể đi chung với cậu được không? Đi chung hả? Được, đi. Có dị tượng. Tiểu huynh đệ, ta có chuyện gấp, chúng ta hẹn gặp hôm khác nha. Trời ơi, đi nhanh quá vậy. Trung bác ca, đàn trâu vẫn còn đây, nhưng mà còn huynh đâu? Có phải bị quân Nguyên bắt đi rồi không?
Huynh có biết không, suýt chút nữa muội đã trở thành con dâu của Dương gia. Trùng bác ca, rốt cuộc là huynh đang ở đâu? Huynh là... Cô nương đừng sợ. Tiểu sinh họ Diên, tình cờ đi ngang chỗ này, tôi thấy cô nương ngồi đây một mình quá thương xót, cho nên mới qua đây hỏi thăm cô thôi. Tôi không sao. À, đúng rồi vậy công tử này, tôi nhìn cách ăn mặc của huynh không giống như người bản địa. Dùng này gần đây hay bắt trai làng, cho nên huynh phải cẩn thận một chút. Đúng là phải cẩn thận hơn. Ê, cô nương, nếu như quân nguyên bắt cười khắp nơi, chẳng hay cô nương có thể thông cảm cho phép tiểu sinh đến nhà cô tạm lánh nạn không? À, không được, không được. À, ý của tôi không phải là như vậy. Ý của tôi là, thật ra tôi rất muốn giúp huynh, nhưng mà nhà của tôi thật sự không tiện đâu. À, nếu như huynh muốn trốn, huynh có thể đi theo hướng của Hoàng Giác Tự. Hoàng Giác Tự? Ý, không được, không được. Tiểu sinh thấy cô vừa dễ thương vừa hiền lành lại tốt bụng, tôi đâu có đành đi làm hòa thượng. Đúng vậy không? À, lại đây. À, ngươi định làm gì vậy? Ê, đừng sợ, cô nương đừng sợ. À, ngươi đừng qua đây. Đừng qua đây. À. Ê, cô nương. Kỳ lạ thiệt, vừa rồi rõ ràng nghe có tiếng người kêu cứu, sao lại không thấy ai hết? Hả? Tu Anh? Ê, Tu Anh, Tu Anh, sao mỗi ở đây vậy? Tu Anh, bởi bị sao vậy? Kiệt súc, chạy đâu? Nè, Trần Hữu Lượng, huynh đi chậm thôi. Ê, ở đây có hang động nè. Qua, wow, con báo lớn thật đó. Nó còn sống hay đã chết vậy hả? Chú Trùng Bác, mũi tên của ngươi thật sự bắn xa 5 dặm. Nhưng mà đại ca chưa từng luyện tiện pháp đó, cho dù huynh ấy có sức mạnh bẩm sinh cũng không thể bắn mũi tên đó bay đến chỗ này được đâu. Vậy lại còn bắn trúng con báo đốm này. À, nói không chừng đại ca bắn trúng con báo này trước, sau đó con báo này nhịn đau chạy về hang động, sau cùng nó mới chết. Đúng, sự thật là vậy. Bất luận thế nào, chú Trùng Bác có thể bắn mũi tên tới đây, trong đó phải có vấn đề. Trần Hữu Lượng mình phụng sự sư phụ ra ngoài trải nghiệm, mục đích là kết giao một số năng nhân dị sĩ. Nào ngờ vừa bước vào thành đã chứng kiến quan phủ đi lùng bắt người họ Chu. Đúng rồi, Trùng Bác cũng là họ Chu.
mình phải điều tra cho rõ ràng xuất thân của tên Chu Trùng Bác. Ê, chẳng lẽ Quỳnh bị con báo này hút hồn rồi sao? Trần Hữu Lượng tôi không sợ trời không sợ đất, có lý nào lại sợ con báo đốm nho nhỏ này chứ? Vô, nói láo. Xạo. Hoàng Giác Tự, Chu Trùng Bác. Tiêu Thúc. Tú Anh, con tỉnh rồi sao? Tại sao con lại ở đây? Còn hỏi tại sao à? Tất nhiên là nó ẵm con về rồi. Nó? Ờ. Tú Anh, mùi tỉnh rồi hả? Trùng Bác Ca. Tú Anh. Trùng Bác Ca. Trùng Bác Ca. Thôi đi, thôi đi. Tú Anh à, con mau uống chén canh gừng cho ấm bụng đi. Phải đó. Nè. Phải rồi Tú Anh. Không phải ta nghe nói con đã gả tới Dương gia rồi hay sao? Con... Tú Anh à, con mau uống chén canh gừng cho ấm bụng đi. Phải đó. Phải rồi Tú Anh. Không phải ta nghe nói con đã gả qua Dương gia rồi hay sao? Con... Ê, con có biết không, Tiêu Thúc nghe thấy tin này đau lòng biết bao. Ta cũng không biết nên nói sao với Trùng Bác nữa. Trong lúc ta cảm thấy khó xử vô cùng thì thấy Trùng Bác ấm con về. Ta còn tưởng rằng con đi cướp Tú Anh về đúng không? Tất nhiên rồi. Con không biết ta lo sợ tới chừng nào đâu. Nè Tú Anh, phản ứng vừa rồi của Tiêu Thúc đó buồn cười lắm ha. Buồn cười cái gì? Đúng rồi Tú Anh à, thật ra con đã xuất giá chưa? Thẩm thẩm của con lẽ ra ép gả con cho Đại Ngưu, nhưng mà khi hôn lễ vừa mới bắt đầu, Đại Ngưu đã bị Quân Nguyên bắt đi rồi. Cái gì? Đại Ngưu bị Quân Nguyên bắt đi à? Và còn có Tiểu Hổ nữa. Do đó Dương gia đã trả mũi về cho gia đình. Vậy là tốt quá rồi. Con đó nha, Đại Ngưu và Tiểu Hổ là bạn thân từ nhỏ của con. Họ đã bị Quân Nguyên bắt đi, sao con lại nói là tốt chứ? Không phải đâu Tiêu Thúc, con nói Tú Anh á vẫn chưa lấy chồng, vậy là tốt quá rồi. Tại vì Tú Anh chính là hoàng hậu của con, cô ấy không thể lấy người khác. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn nói giỡn hay sao? Tú Anh. Chết rồi. Hả? Có chuyện gì? Ngỗng của muội. Ê, nè nè. Nè, ngồi xuống đi. Ê, muội cứ yên tâm đi. Ngỗng của muội á đã bị ta lùa lên rồi. Giả lại ta còn lấy một cây tre. Ý, rào chúng lại rồi, chúng không thất lạc đâu. Thật sao? Ừ. Tú Anh à, tại sao muội lại bị ngất vậy? Muội đã gặp một con yêu quái. Hả? Yêu quái? Đúng vậy. Hắn, lúc đầu hắn mặt mũi là một con người, nhưng mà rốt cuộc hắn thụt đầu vô lại biến thành một con yêu quái. Ê, 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 nè, 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 thôi được rồi, được rồi. Tú Anh à, muội nghe ta nói, muội đó nhất định là bị qua mắt rồi, hả? À, thôi được rồi, muội đừng sợ hãi, hả? Phải rồi Tú Anh, sắc mặt hiện giờ của con không khỏe, con mau uống canh gừng. Lúc đã Tiêu Thúc đào được một chút khoai lang, ta đi nấu cho hai đứa ăn. Ta đi nha. Dạ được. Nè, Tú Anh, ngồi. Đây, ngồi đi.
Nè. Ê, hết nóng rồi. Quá. Ôi trời ơi, ơi chuyện gì vậy? Vậy? Lạ vậy? Có ai biết không? Không biết là gì nữa. Mọi người hãy im lặng. Im lặng. Trên gương đồng hiển thị người đá một con mắt, kêu gọi dân Hoàng Hà tạo phản, muốn nói lên điều gì. Do Minh Dương nói với chúng ta, bây giờ là lúc tốt nhất để lật đổ Thuận Đế. Khai bấm hai vị hộ pháp, Tri Châu phái rất nhiều binh sĩ đến đòi sang bằng giáo đàn chúng ta. Mau, mau, xông vô, xông vô, lên, lên. Phải làm sao đây? Thánh thượng anh minh đã đoán được ngươi sẽ tạo phản, đặt phái hạng sát thiếp một nhi đại tướng quân từ Vĩnh Châu tới đây. Nay đang gỡ huynh lĩnh can bên kia núi, lệnh bổn tri phủ đến Bạch Lộc Trang hành sự. Hôm nay kẻ nào dám manh động, giết cái không tha. Không dám đâu. Người đâu? Tự nhiên xui vậy trời. Đâu? Đại nhân, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Mã tướng quân ra lệnh đào bới Quỳnh Tĩnh Căn, nào ngờ phát hiện một người đá. Trên đầu người đá chỉ có một con mắt. Cái gì? Hay tất cả mọi người nhìn thấy người đá này đều sợ bỏ chạy hết. Đừng tưởng người đá một con mắt, vật này xuất hiện thiên hạ đại loạn. Các vị hương thân, người đá xuất hiện cho thấy triều đình sắp đổ. Nay Di Lặc cũng giáng sinh Bạch Liên giáo ta, các người có đồng ý quy thuận Bạch Liên giáo không? Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Nè, hai người bên kia qua đây. Đúng, chính là các người đó. Nữ thí chủ. Tôi hỏi các người có nhìn thấy đầu ghẻ không? Không nhìn thấy. Tôi đã tìm khắp ở trong tự này nhưng không thấy hắn đâu. Vậy hắn đã đi đâu rồi? Các người chỉ biết lắc đầu không biết nói chuyện hay sao? Hả? Đầu ghẻ là sư huynh đệ của các người đó, hắn đi đâu mà các người không biết sao? Đúng là ngu ngốc mà. Mà nói gì đi chứ. Tôi nghĩ chắc huynh ấy đã đến đó rồi. Đến đó rồi? Tú Anh, ta đưa muội về nhà. Không cần đâu, tự muội đi về được rồi. Giả lại thẩm thẩm của muội không muốn thấy muội đi chung với huynh. Nếu như huynh đưa muội về nhà, muội sợ là bảy lại đánh muội chứ gì. Tú Anh à, vậy sau này muội tính sao hả? Mùi cũng không biết phải làm sao. Bất luận như thế nào đi nữa cũng là do thúc thúc thẩm thẩm nuôi mùi khôn lớn, cho nên bất luận hiện nay thẩm thẩm đối xử với mùi như thế nào, mùi cũng không dám quán trách đâu. Hả? Như vậy đâu có được. Không may thẩm thẩm của mùi lại dở trò gì đó ép gả mùi. Ừ.
Tu Anh à, bất luận sau này có như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ muội, chăm sóc muội. Ta không để cho muội chịu thiệt đâu. Bất luận sau này có gặp khó khăn gì, muội phải tin ta. Ta nhất định sẽ đến cứu thoát muội. Muội là hoàng hậu của ta, mãi mãi cũng là hoàng hậu của ta. Trùng Bát Ca, Tu Anh, không ngờ tên đầu ghẻ đó lại một lòng chung thủy với một cô gái quê mùa như vậy. Ta thề không cho ngươi được toại nguyện đâu. Hoàng Giác Tự, ta và chủ trì ngày xưa của các ngươi từng thông qua ba điều cam kết: nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ Hoàng Giác Tự các người ngang nhiên đến đây để gây hấn với ta, giả lại còn phá âm dương đại pháp mà ta khổ công tu luyện nhiều năm, khiến cho tâm huyết nhiều năm của ta bị hủy hết. Ta thề không bỏ qua chuyện này đâu. Chu Trùng Ba, người nhất định phải chết. Rõ ràng Phục Ma kiếm để chỉ theo hướng này, tại sao khi ta đến đây lại không thấy bóng dáng của tên nghiệt súc vậy? Con yêu súc đó rốt cuộc là thành thánh vương nào? Trong thiên thư có ghi chép, nếu như ngũ hổ tướng tề tụ, lúc đó thiên tử sẽ hiện rõ trong bức tranh. Chẳng qua bây giờ ta phải tìm kiếm chân mệnh thiên tử trước. Có lẽ đây là ý trời không chừng. Vì tìm kiếm thiên tử, ta đi đến huyện Trung Ly, nghe tin nhiều cô gái nhà lành đã bị nghiệt súc xâm hại. Lưu Bá Ôn ta lấy được thiên thư, nếu không thay trời hành đạo để giúp bá tánh trừ hại, vậy sau này làm sao có thể phò tá thiên tử bình định thiên hạ? Yêu nghiệt lại xuất hiện rồi. Tìm được mũi tên của huynh à? Để tìm được ở đâu vậy? Bên trong một hang động lớn. Ý, đại ca, tại sao đệ không biết huynh biết xạ tiễn vậy hả? Tất nhiên ta biết rồi. Xạ tiễn có gì khó? Xạ tiễn thì không khó, nhưng huynh ngang nhiên có thể bắn xuyên qua tấm đó, còn bay xa 5 dặm nữa. Tại sao đệ không biết huynh có thần lực như vậy? Ta cũng không biết nữa. Ê, nhưng đệ cũng lợi hại mà. Đệ ngang nhiên có thể tìm ra được mũi tên. À, huynh có biết mũi tên bắn trúng gì không? Hả? Bắn trúng gì vậy? Ai bị thương hả? Ê, huynh không nên căng thẳng, không bắn trúng ai cả, chỉ bắn trúng con báo đốm. Làm ta hết hồn. Nếu thật sự bắn trúng người, như vậy lòng ta tự trách cả đời đó. Xưa nay đại ca đều mềm lòng như vậy. Ý,
Vừa rồi để nói ta bắn trúng con báo đớm hả? Phải, là một con báo lớn cỡ này luôn nè. Lớn cỡ nào? Lớn cỡ này. Lớn cỡ này? Đúng, lớn cỡ này. Hả? Vậy vậy có khác gì thành tinh rồi? Thành tinh? Ê, vậy là nguy rồi. Ta đã vô tình bắn chết nó rồi. Ta, vậy là ta đã phạm phải tội lớn rồi. Ê, không được đâu Thăng Hòa. Ngày mai để đưa ta đi. Ta cần bái tế con báo đó. Bái tế con báo đó? Ừ. Nó ở cách xa 5 dặm đó. Để không có thời gian đi đâu. Tự quên đi một mình đi. Ê, ê, đừng lo chơi nữa mà. Ê, ta tự đi cũng được. Nhưng để nhất định phải cho ta biết là đi bằng cách nào. Hả? Nó... Quỳnh muốn đi đâu? Thấy, Hữu Lượng. Hữu Lượng à. Quỳnh trở về rồi hả? Mới về được một lúc. Trung bác, Quỳnh thật là đáng khen. Ê. Đúng rồi, sáng mai trời sáng tôi muốn thọ giáo võ công của Quỳnh. Sáng mai trời sáng Quỳnh hãy thọ giáo võ công của đệ. Thọ giáo võ công của Quỳnh? Hả? Thọ giáo võ công tôi? Ừ. Ê, không được, tôi đâu biết võ công gì. Không thử làm sao mà biết. Tôi tin chắc Quỳnh đang giấu nghề thôi. Ê, tôi... Ông, đại ca, tôi thật sự không biết võ công. Phải đó. Hôm trước cậu cũng nói hắn không biết xạ tiễn. Nhưng mà rốt cuộc... Hả? Yên tâm đi, tôi chỉ muốn cùng Quỳnh trao dồi võ công thôi. Hả? Nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai gặp lại. Ê, Hữu Lượng à, Quỳnh nghe tôi nói, tôi không biết võ công gì hết đó, thiệt mà. Nào. Đại ca, hắn rất kiêu ngạo ngang ngược, để càng nhìn càng ghét. Cứ mặt hắn. Ta vốn đâu có biết võ công gì. Ê, Quỳnh đừng để ý hắn làm gì. Ê, đại ca, Quỳnh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi là tốt. Sư phụ thấy Quỳnh chưa về nên đã cho dọn hết rồi. Nếu Quỳnh ăn cơm rồi thì chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe. Được. Nè. Ê, Trần Hữu Lượng à, tôi sau khi quen biết Trần Hữu Lượng, tôi có cảm giác như Quỳnh ấy rất thân thiết. Nhưng tại sao Quỳnh ấy lại lạnh lùng với tôi vậy chứ? Còn đòi so tài với tôi nữa. Tôi đâu có biết võ công gì đâu, làm sao so tài. Thôi đi, tôi nên lo đọc sách vẫn hơn. Tú Anh, đây đây đây. Ăn trứng đi, ăn trứng đi, ăn trứng tốt cho sức khỏe lắm. Con no rồi. Sao con khách sáo quá vậy? Đây, con đi chăn ngỗng cả ngày mệt lắm đó. Ăn thêm chút nữa đi. Sao con chỉ lo ăn cơm vậy? Ăn thức ăn đi. Đây là cục thịt lớn nhất thiếp để dành cho Tú Anh nhà mình ăn đó. Thẩm thẩm, con đã no rồi. Ăn đi. Thật là kỳ lạ. Cũng đâu có gì. Chàng nói cái gì không có. Sao chàng ăn được một nửa lại bỏ ra ngoài vậy? Có phải chàng bị trúng tà không? Làm gì vậy? Ta thấy nàng đâu có bị sốt. Chàng mới bị sốt đó. Sao chàng lại ăn nói tầm bậy tầm bạ vậy hả? Vừa rồi chàng ra ngoài kia làm gì? Ta ra ngoài kia để xem lại hướng mặt trời lặn ở đâu và trên bầu trời có mưa đỏ hay không đó. Mưa đỏ hả? Tại sao vậy? Tại sao à? Ờ. Ta định hỏi nàng đó.
Hôm nay nè, tại sao lại đối xử với Tú Anh tốt như vậy chứ? Ý chàng là sao đây? Bộ chàng hồ đồ hay sao hả? Xưa nay thiếp đều tốt với Tú Anh mà. Nàng Thúc Thúc à, Thẩm Thẩm, xưa nay đều đối xử với con rất tốt. Thúc Thúc, chúng ta ăn cơm đi. Chuyện này quá khác thường, ta nuốt không vô. Nuốt không vô thì thôi, đừng có kỳ đà cản mũi, nhìn thấy bực mình hả? Đi thì đi. Tú Anh à, con thấy đó, ta gấp cho con nhiều thức ăn như vậy, con phải ăn cho hết nha. Ta thấy con quá ốm rồi đó. Ê, hay là như vậy đi, Thẩm, ngày Thẩm, mai ta sẽ đi mua thuốc bắc đem về cho con tẩm bổ. Thẩm Thẩm, con ăn no rồi, bây giờ con đi rửa chén ha. Ê, đừng mà, đừng mà. Trời ơi, Tú Anh, sao con lại nôn nóng làm gì? Công việc này để Thẩm Thẩm làm là được. Mau vô trong nghỉ ngơi, mau vô trong nghỉ ngơi đi. Mau mau mau, đi đi. Con đã làm cả ngày rồi, đi mau lên. Đi 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 đi. Sư phụ à, đạo lý lần trước sư phụ giảng cho con nghe có phải ghi chép trong này không? Bất thuệ. Dạ. Chính là đoạn này. À, thì ra là đoạn này hả? À, Quốc Thụy à, hả? Bây giờ đã khuya lắm rồi, con về ngủ đi ha. À, trụ trì à, vậy con xin phép cáo từ. À, được. À, Quốc Thụy. Dạ. Quốc Thụy à. À, sư phụ có chuyện gì à? À, đại sư huynh của con Liễu Nguyên dạo này còn làm khó con không? À, dạ không có. Trụ trì sư phụ không cần lo, Liễu Nguyên, Liễu Ngộ hai vị sư huynh tốt với con lắm. À, vậy là tốt. À, người muốn làm đại sự thì nhất định phải có tấm lòng độ lượng. Nhớ lấy lời sư phụ dạy con, con phải chịu được khổ mới mong sau này thành tài được. Ừ, đệ tử ghi nhớ. Và còn tên Trần Hữu Lượng nữa, con ghi nhớ, không nên chơi thân với hắn, nghe theo hắn để tránh... Để tránh cái gì? À, không có gì. Thôi, về ngủ đi. Ờ, à, đệ tử cáo lui. À, về ngủ đi. Ừ. Ai... Quốc Thụy quả nhiên có dị tượng, biết ngay sau này nó sẽ trở thành nhân tài, đại phú đại quý. Còn Trần Hữu Lượng thì... Thẩm Thẩm, hôm nay làm cái gì vậy chứ? Tại sao đột nhiên thay đổi? Mình không nên nghĩ bậy, bởi vì Thẩm Thẩm vốn rất yêu thương mình. Trùng Bá Ca bây giờ đang ở Hoàng Giác Tự lánh nạn. Hy vọng là phong trào bắt lính của quân Nguyên sẽ mau qua đi. Quỳnh ấy sẽ đến đây để hỏi cưới mình. Tú Anh, Tú Anh, Tú Anh, tại sao lại ở đây? Tú Anh, nàng đừng có sợ. Hôm đó con cọp cái khốn kiếp ở nhà ta đánh đập nàng tàn nhẫn, ta nhìn thấy cảnh đó cũng đau lòng. Hôm nay ta đến để xin lỗi nàng. Nhưng viên ngoại, tôi không hận bà ấy. Ông, trời đã tối khuya rồi, ông mau về nhà đi. Tú Anh à, Tú Anh à, nghe ta nói đi.
Sau khi đại ngu con của ta bị Quân Nguyên bắt đi, ta đã tốn rất nhiều ngân lượng mong có thể chuộc nó về. Nhưng mà tên cáp mà thái quý đó, hắn cứ khăng khăng không chịu thả nó, cứ đòi bắt nó vào cung làm thái giám. Nàng nhìn tay của ta đi, hắn đánh đến nỗi bây giờ vẫn còn đau đó. Chú anh à, nàng biết Dương gia nhà ta chỉ có một mình nó thôi. Không may nó bị bắt đi làm thái giám, có khác gì Dương gia ta phải tuyệt tử tuyệt tôn đâu. Dương Viên Ngoại, ông hãy bình tĩnh lại đi. Nói không chừng đại ngư huynh ấy có thể chạy thoát thì sao? Trời ơi, Tú Anh à, nàng đừng có gạt ta nữa. Cho dù nó trở về, nó cũng là một người tàn phế thôi. Nó có thể nói giỏi tông đường sao? Tú Anh à, nàng cũng biết đó, Dương gia của chúng tôi đến thế hệ của ta chẳng lẽ phải tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Nếu thật như vậy, ta làm sao có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông đây? Tú Anh à, ta đã nghĩ ra rất nhiều cách. Tú Anh à, Tú Anh nghe ta nói đi. Ta suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra được một cách. Đó là ta lấy nàng làm thiếp. Ta hứa sẽ đối xử tốt với nàng. Tú Anh à, nàng nghe ta nói đi. Lão thái bà của nhà ta không thể sanh đẻ nữa, bây giờ chỉ có nàng mới cứu được ta thôi. Thật ra thì ta đã bàn với Thẩm Thẩm của nàng từ đầu rồi. Ta cho bà ta một số ngân lượng lớn, bà ta đã nhận ngân lượng của ta. Nàng đã là người của ta rồi, nàng sống là người của ta mà chết cũng là ma của Dương gia, có được không? Nàng nhất định phải vì ta vậy mà nói giỏi tông đường. Thẩm Thẩm đã gì? Đã gì? Không được, tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Ông ra ngoài, ra ngoài đi. Ông mau đi khỏi đây. Ông mau đi khỏi đây. Nếu không, nếu không thì nàng sẽ làm gì hả? Cho dù hôm nay nàng có la rác cổ họng cũng không ai đến cứu nàng đâu. Tú Anh à, nàng chiều theo ý của ta đi. Tú Anh, nàng hứa với ta đi. Tú Anh, nàng qua đây, nàng hãy chiều ta đi mà. Tú Anh, nàng qua đó cho ta. Tú Anh à, mời người ta. Long hình. Người này lại là ai đây? Sao mình có thể ngủ được? Ngày mai Trần Hữu Lượng đòi so tài với mình, nhưng mình chưa từng học võ. Lỗi do huynh đó, sao cứ đòi tỉ võ với tôi? Mũi tên này, ngươi chính là Chu Trùng Bác. Tiểu tử thúi, tập lấy mạng ngươi. Trời ơi, người ta, người đâu? Cứu tôi với. Ủa, người đâu? Thăng Hòa Hữu Lượng đâu? Ngươi lại,
sau nửa đêm lẻn vào tự hành thích ngươi. Nếu ta không phải nghĩ tình ngươi là kim long chuyển thế thì bổn tiên cô đã ra tay giết ngươi rồi. Đâu đến lượt các ngươi ngông cuồng. Trần Hữu Lượng, ạ, có phải người của triều đình không? Chắc là vậy. Nói, có phải cấp ma thái quý phái ngươi tới đây không? Ngươi nói ta hả? Hữu Lượng, Thăng Hòa, hai người cẩn thận á, tôi đi gõ chuông kêu sư huynh thức dậy giúp đỡ. Đừng hông. Đại ca. Trung Bác. Đại ca. Trung Bác. Đại ca. Đại ca. Chủ công, không sao chứ? Không được hỗn láo. Đại ca, người đó là ai? Đại ca, tại sao vừa gặp mình gọi mình là chủ công? Đại ca, không lẽ ông ấy cũng phát hiện mình là thiên tử tương lai? Hữu Lượng, quên xem như vậy mà đưa quân ấy vào phòng đi. Được. Đại ca, chút nữa mình sẽ hỏi lại ông ấy. Đại ca. Đã bị ngất rồi sao? Nếu như nàng chịu ngoan ngoãn nghe lời thì đâu cần phải chịu nỗi đau thể xác như vậy hả? Đừng đánh nữa, nếu không hắn sẽ chết đó. Nếu như còn đánh nữa là tôi sẽ chết đó. Ta phải đánh chết tên súc sinh như ngươi. Ta cứ đáng chết mà. Tha cho tôi đi. Đừng đánh hắn nữa. Nếu như hắn bị đánh chết, đến lúc đó tôi sẽ khó giải thích rõ ràng. Chúng ta đều phải đền mạng cho hắn. Tú Anh à, Tú Anh, cô có sao không vậy? Tú Anh, bây giờ cô cảm thấy đỡ hơn chưa? Tôi không sao. Tú Anh, Tú Anh, Tú Anh. Là thúc thúc của tôi đến. Quỳnh mau đi khỏi đây đi. À được rồi. Tú Anh, cô mở cửa ra. Cô nhớ bảo trọng. Tú Anh, ngày mai tôi quay lại thăm cô. Tú Anh, con có sao không? Tú Anh, con mau mở cửa ra. Tú Anh, con có sao không? Mở cửa ra đi, Tú Anh. Mở cửa ra. Tú Anh, sao con lại ra nông nổi này? Hả? Con... Thúc Thúc, vừa rồi lúc con đi ngủ, hắn... Tên khốn kiếp này. Tên khốn kiếp. Tên khốn kiếp. Chết đi tôi rồi. Đừng đánh nữa. Thúc Thúc, đừng đánh nữa mà. Khốn kiếp. Thúc Thúc, được rồi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Người mau xéo khỏi đây. Nếu ngươi còn ở đây, ta sẽ đi báo quan bắt ngươi đó. Tôi cũng muốn xéo đó, nhưng mà có đi được đâu. Hắn đã đánh gãy tay của tôi rồi. Hắn đánh mắt của tôi không thấy đường nữa rồi đó. Tôi trả công cho ông. Ông cõng tôi về có được hay không? Cõng ngươi đi về chứ gì? Được, ta cõng ngươi nha. Được. Cõng ngươi nè. Chồng ngươi chết. Cõng ngươi nè. Chồng ngươi chết. Đồ súc sinh. Đồ súc sinh. Thúc Thúc. Súc sinh. Tu Anh, nói. Tu Anh, hắn không làm gì con chứ? Không. Không có. Có phải là Thẩm Thẩm con? Tu Anh, nói. Tu Anh, hắn không làm gì con chứ?
Không có. Có phải là Thẩm Thẩm con? Đúng là đồ lão già đáng chết. Không cho đi thì cứ đòi đi. Ngủ có cái gì đâu mà coi chứ. Nhưng mà cho dù hắn tới đó thì Gián cũng đã đóng thuyền rồi còn gì nữa. Mình lại có ngân lượng bỏ túi rồi. Nàng đừng mong. Ta không ngờ lòng dạ nàng lại xấu xa như vậy, dám làm chuyện tệ hơn cả súc sinh nữa. Thiếp đã làm cái gì? Thiếp đã làm cái gì? Đủ rồi. Không thừa nhận phải không? Lão già đó làm nhục Tú Anh, có phải là nàng đã thông đồng với hắn không? À, trời ơi tướng công à. À, trời ơi sao chàng lại nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Thế nào là thiếp thông đồng với hắn ta vậy? Chàng nghĩ xem, Tú Anh nhà mình đã làm dâu nhà đó rồi, có đúng không? Con trai của hắn bị bắt đi, gia đình hắn vô hậu, hắn muốn lấy Tú Anh để mà làm thiếp, đó là phúc của Tú Anh. Cả đời của Tú Anh không cần phải lo ăn lo mặc, giả lại còn đồng ý cho chúng ta được. Nàng cấm miệng. Bây giờ chúng ta bước ra ngoài sẽ bị bà con hàng xóm phỉ nhổ. Nhưng trong mắt của nàng chỉ có tiền, đã xô cháu gái của mình vào trong hang lửa. Tướng công à, chàng nói như vậy nghe quá nghiêm trọng rồi đó. Nhưng mà có nói gì cũng như không thôi. Thiếp tình chắc Gián đã đóng thuyền rồi. Nàng còn cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng đáng chuyện lắm. Chàng ngang nhiên đánh thiếp. Chàng đánh thiếp. Nàng tránh ra. Tránh ra. Ta không ngừng nhường nhịn nàng, không phải là vì ta sợ nàng, mà là vì nàng là nương tử của ta. Dù sao chúng ta cũng là người nhà. Nàng cứ hay làm khó Tú Anh, ta cũng đã nhận rồi. Nhưng nào ngờ nàng càng quá đáng hơn, làm ra chuyện không ai có thể chấp nhận cho nàng được. Chàng vừa mới nói gì? Chàng hãy nhìn lại gia đình này đi. Hả? Chàng mau nhìn lại gia đình này đi. Có 4 bức tường thôi kìa. Chàng cho thiếp biết đi. Chàng nói cho thiếp biết. Chàng lo cho cái nhà này được gì? Chàng có biết hay không, hiện nay ngoài đời có người ăn thịt đồng loại luôn rồi đó. Đủ rồi. Nhà này có thể ở thì ở, nếu không ở được nữa vậy nàng hãy xéo đi. Thiếp không có đi đâu. À, nè tướng công, tướng công à, chàng định đi đâu vậy? Ta đi đâu? Ta đi thăm cháu gái của ta. Mặt của nó đã bị tên súc sinh đó đánh sưng hết rồi, nàng biết không? Mặt của Tú Anh bị đánh sưng rồi, sao chàng lại biết vậy? Ha! Thì ra là tên ăn hại như chàng đã làm hỏng chuyện của thiếp. Chàng có biết hay không, ngân lượng mà Dương Viên Ngoại cho chúng ta đủ cho chúng ta sống cả một đời. Ấy trời ơi, không được không được, mình cần phải đi an ủi Dương Viên Ngoại ngay. Về chuyện này do bản thân hắn làm không xong, không thể đổ lỗi cho mình, cho nên không thể đến đòi mình trả lại ngân lượng được đâu. Trời ơi, mình phải đi ngay, phải đi ngay mới được. Ma kìa. Ngươi là ma từ đâu đến đây? Tại sao ngươi lại tìm ta? Ê, ta đến đây vì ma Tú Anh. Tú Anh. Ngươi là ca ca quá cố của Tú Anh sao? Thì ra Tú Anh có một người ca ca đã qua đời. Đúng vậy, ta chính là ca ca của Tú Anh. Vậy tại sao ngươi lại tới tìm ta? Đâu phải ta hại ngươi đâu. Tha cho ta đi, làm ơn tha cho ta. Con người có người ác độc như vậy, hàng ngày đều hành hạ Tú Anh. Ngươi bán cho một lão già để chà đạp nó. Ta thấy ngươi đang chết lắm. Đừng mà. Giang xin ngươi đừng có đánh ta nữa, nếu còn đánh mặt ta nát ra luôn đó. Ta đánh cho ngươi nhớ, nếu sau này ngươi còn dám ăn hiếp Tú Anh.
Gặp ngươi một lần ta đánh ngươi một lần. Dừng đi. Ta gian xin ngươi, ta gian xin ngươi đó. Ta không dám ăn hiếp Tú Anh nữa. Ta thề là ta không ăn hiếp Tú Anh nữa. Nếu mà ta còn ăn hiếp nó nữa thì ta sẽ chết thê thảm. Ta đốt vàng mã cho ngươi. Ai cần đồng tiền dơ bẩn của ngươi? Nếu như sau này ngươi còn dám ăn hiếp Tú Anh, hằng ngày ta đều đến để cho ngươi ăn đòn mối ngon. Không dám, không dám nữa đâu. Không dám nữa, đánh chết cũng không dám. Yêu nghiệt, ta thấy ngươi ăn mặc giống như là đạo sĩ vậy. Giả lại hở ra thì gọi ta bằng yêu nghiệt, có quá đáng không? Câm miệng. Tuy ta không thể nhìn thấy rõ ngươi là yêu nghiệt phương nào, nhưng mà ngươi không chịu an phận ở trong rừng sâu tu luyện mà đòi làm hại người bên trong tự miếu. Hôm nay cho ta bắt gặp, sao ta có thể yên cho ngươi gây hoại cho nhân gian được? Nếu không phải tên tiểu tử thúi đó bắn một mũi tên tổn hại pháp lực mà ta tu luyện trăm năm, có lý nào ta phải vô gây hấn? Đạo sĩ, đừng tưởng ta sợ ngươi. Đừng nói chuyện thừa thãi. Tiếp chiêu. Thật không ngờ yêu quái này lại có pháp lực cao thâm như vậy. Không biết là ả yêu quái từ đâu đến. Thì ra ả không phải châm đối chủ công mà đòi giết vị tiểu huynh đệ đó. Chào thầy. Cậu ấy tướng mạo bất phàm, khí chất hùng vĩ, vả lại đối đáp lưu loát. Càng không ngờ cậu ấy ngang nhiên có thể bắn xuyên qua được pháp lực của yêu quái đó. Đây đúng là dị số. Chỉ tiếc là không phải là thiên tử. Nguy rồi. Nếu như sau này hắn là đối thủ của thiên tử hoặc là đối địch với nhau, vậy có khác gì ta cứu lầm người. Bất luận thế nào, ta cũng phải tìm cho ra nghiệt xúc hôm qua. Sau đó ta cần phải lén đi theo để quan sát Trần Hữu Lượng, để xem cậu ấy có phải là chân mệnh thiên tử mà ta cần tìm không. Tại sao đạo trưởng đó không thấy quay lại chứ? Không lẽ hắn tới đây là để bảo vệ Chu Trùng Bác sao? Không thể nào. Lời nói của đạo trưởng rõ ràng là nói với mình. Lúc mình còn nhỏ đã nghe ngoại kể lại mình là do Thanh Long đầu thai, là thiên tử tương lai. Giả lại sư phụ kia mình ra ngoài trải nghiệm
lén kết giao với một số năng nhân dị sĩ, sau này để phò tá giành thiên hạ. Trên đường mình từ Miến Dương đến đây, từng gặp được rất nhiều người, nhưng mà không có đặc biệt như Chu Trùng Bác vậy. Nói hắn thông minh, nhưng hắn lại thật thà. Nếu nói hắn ngốc, đầu óc của hắn lại không thua kém mình. Thấy hắn hình như không biết võ công, nhưng mà có thể bắn mũi tên bay xa 5 dặm. Từ khi mình hiểu chuyện đến nay, trong lòng chưa từng run sợ như vậy. Chỉ riêng hắn lại làm cho Trần Hữu Lượng ta phải dè chừng. Thà giết lầm 100 người còn hơn thả lầm 1 người. Mau đập bạn đi. Đại ca. Hồi nãy ở đây nè. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca, quân tỉnh dậy đi. Sao lại vô dụng như vậy? Nhìn sơ qua đã biết ngay bị thích khách làm cho ngất đi rồi. Cho nên để nói gan dạ ha, còn thua đệ luôn. A Di Đà Phật. Quốc Thụy hoàn toàn không sao cả. Đại ca tỉnh rồi. Tôi đi sư phụ. Mọi người, sao mọi người ở đây vậy? Quốc Thụy, con vừa bị bất tỉnh đó. Con? Ừ. Ồ, phải. Con nhớ ra rồi. Ê, từ từ thôi đại ca. Lúc đó con cảm thấy trên đầu có một tia sáng. Đột nhiên con muốn ngủ ngay. Một tia sáng hả? Vậy sao? Rồi ngủ sai. Ta nghĩ đệ sợ quá ngủ luôn thì có. Đúng vậy, ta nghĩ đệ sợ đến nỗi hú vía thì đúng hơn. Đừng có bậy ngon. Đệ, lúc đó đệ chỉ thấy buồn ngủ thôi. Thôi đi. Nếu như nay Quốc Thụy không bị sao cả, bây giờ các con mau đi tụng kinh đi. Hôm nay trong tự rất có nhiều chuyện cần phải làm đó. Dạ sư phụ đi thông thả. Đại ca. Cung tống dạ. Trung vị sư phụ. Đại ca. Đi. Đại ca, có thật là huynh không sao không? Không sao. Không sao đâu. Chẳng qua ta vẫn khỏe mạnh mà. Đại thơ. Đầu ghẻ. Đầu ghẻ à. Huynh không sao chứ? Huynh định làm gì tôi hả? Ta nghe tin huynh bị ngất, cho nên qua đây thăm huynh. Huynh không sao chứ? Cô đến quan tâm đại ca sao? Thằng Hào, đệ không được nói bậy. Con cọp cái này có lý nào lại quan tâm ta được chứ? Ngươi. Ngươi dám nói ta là con cọp cái sao? Cô còn dám nói không phải cọp cái sao? Cô thấy không? Tại sao cô lại đánh tôi? Đúng, ta đến đây không phải quan tâm ngươi đâu. Tại ta sợ ngươi gặp sự cố, không ai hầu hạ ta thôi. Vẫn còn chúng tôi mà. Đúng đó đại tiểu thơ à. Cái tên đầu ghẻ này thật là đáng trách. Liễu Nhân đến báo cho chúng tôi biết hắn bị bệnh, cho nên chúng tôi lập tức đến đây. Nhưng mà hắn lại nói với chúng tôi chỉ ngủ một giấc thôi. Trời ơi, đúng là tức chết chúng tôi rồi. Tức chết luôn chứ bộ. Vậy tốt lắm. Xem ra ngươi đã ngủ đã giấc rồi. Tôi có ngủ hay không? Có ăn cơm hay không? Mắc mớ gì tới cô? Ngươi chưa ăn cơm hả? Ừ. Liễu Nguyên. Dạ đại tiểu thư. Trong tự của các vị có nhiều công việc chứ gì. Thầy giao chút công việc cho hắn làm. Làm không xong không cho ăn cơm. Cô đầu ghẻ, nghe cho rõ đi. Miếng ruộng phía sau tự miếu của chúng ta đã mọc đầy cỏ dại. Để mau đi nhổ cỏ đi. Nhổ không xong thì không được về để ăn cơm và nghỉ ngơi đâu. Sư huynh, miếng ruộng đó lớn như vậy, làm sao để có thể làm xuể? Đúng vậy đó. Đó là chuyện của đệ, mắc mớ gì tới ta chứ. Đúng vậy. Nói chung do ta yêu cầu ngươi làm như vậy đó. Ngươi làm không xong thì không được ăn cơm đâu. Cũng không được nghỉ ngơi nữa, có nghe thấy không? Cô. Đại ca, mình giao cho đệ đi. Không được. Về chuyện này chỉ có thể giao cho một mình đầu ghẻ làm. Không cho bất cứ ai làm thay hắn.
Liễu Nguyên à, có. Tốt hơn hết thầy cho một người đi theo giám sát hắn, đừng để người khác giúp đỡ hắn, hắn lại lười biếng đó. Liễu Ngôn. Có đại sư huynh. Để thay ta đi giám sát hắn đi, bác hắn nhổ sạch cỏ dại cho ta. Nếu hắn nhổ không sạch thì đừng có cho hắn về tự viện nữa. Các huynh. Dạ. Đại ca. Liễu Nhân, đệ đừng tưởng đệ được ở không nghe. Lát nữa đệ đi theo ta, còn có chuyện khác giao cho đệ đó. Còn đệ nữa Hữu Lượng. Sao hả? Có vấn đề gì hay không? Ý của ta không phải vậy. Ý ta nói kiếm pháp của đệ rất là lợi hại. Hiện nay tự miếu của chúng ta đạo tặc hoành hành, làm phiền sư đệ dạy sư huynh vài chiêu, coi như phòng thân có được hay không hả? Hey. Được thôi, nếu như huynh đã nhờ đệ, đệ sẽ làm theo ý huynh. Đa tạ đa tạ. Trạng sư đệ đi thông thả nghe. Đi thông thả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Liễu Nhân, chúng ta đi mau, sao còn ngồi đó, nhanh lên. Đại ca, mau lên đây. Để nghe rồi, đi đi. Làm gì chậm như rùa vậy, đi. Đại ca. Ừ. Trời ơi. Đầu ghẻ ơi đầu ghẻ. Ta khuyên đệ nghe, tốt hơn hết hãy nhanh chóng đi nhổ cỏ. Tại vì bây giờ mặt trời sắp lặn xuống rồi. Lát nữa ta ra kiểm tra ha. Nếu như đệ nhổ mà không xong á, vậy rắc rối lớn với ta đó. Đệ biết rồi. Biết rồi còn người đó nó quậy. Tên này tiêu rồi, khổ cho mình rồi. Trùng bá ca, huynh ở Hoàng Giác Tự sống có khỏe không? Huynh có biết hôm trước nếu như hôm đó thực sự xảy ra chuyện không may gì đó, Tứ Anh tuyệt đối sống không cẩu thả đâu. Trùng bá ca. Tứ Anh. Thúc thúc. Con coi cái này, đây là loại thuốc chú lên núi hái về đó. Cho con dùng để đắp lên mặt, như vậy vết thương của con sẽ sớm hồi phục. Ta đắp thuốc cho con. Đa tạ thúc thúc, con đã đỡ nhiều rồi. Tên lão súc sinh đó, lần sau cho ta gặp lại hắn, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Thúc thúc, đa tạ thúc. Đi, ngồi xuống, hả? Tu Anh, khoảng thời gian này con cứ ở lại nhà, đừng đi đâu cả. Tại sao vậy? Thúc thúc, con chỉ bị thương nhẹ không sao đâu, con vẫn có thể đi chăn ngỗng được mà. Không phải, có lẽ con không biết đâu. Vừa rồi lúc ta lên núi để hái thuốc, chạm mặt với bọn quân nguyên, thấy họ đang... Họ đang làm gì vậy? Ta thấy họ đang bắt bớ dân nữ. Bắt bớ dân nữ? Tại sao vậy thúc? Nghe nói họ vì triệu tập dân phu đi mở cống dẫn nước sông vào, tiện cho hoàng đế Nam Tuần, cho nên họ bắt bớ dân nữ đi tập ca vũ để dâng cho hoàng đế Đại Nguyên. Vậy bây giờ con phải làm sao? Tu Anh, con không nịnh nùng nữa. Ta nghĩ chỉ cần con không ra ngoài, bọn quân Nguyên đó trong thời gian ngắn không thể tìm đến đây được. Thúc thúc, nếu không hay là như vậy, để con trốn đến Hoàng Giác Tự cho. Hoàng Giác Tự? Tại sao vậy? Tại vì Trùng Bá Ca ở đó. Cái gì? Trùng Bá ở Hoàng Giác Tự? Ta còn tưởng bị quân Nguyên bắt đi chứ. Nhưng nào ngờ nó lại ngang nhiên đi tu. À, không có, thúc thúc, Trùng Bá Ca không có đi tu đâu. Chẳng qua huynh ấy trốn trong Hoàng Giác Tự để tránh mặt quân Nguyên thôi. Hả?
Là vậy sao? Thằng bé trùng bác đó, từ nhỏ nó đã tỏ ra rất nhanh trí, nhìn con người thật thà ngây ngô, nhưng khi gặp chuyện lớn lại phản ứng khá nhanh nhẹn. Nhưng mà Tú Anh, quan giác tự đó là ngôi chùa của hòa thượng, còn con là đàn bà con gái, có thể tiện ra vào không? Thúc Thúc, vừa rồi chẳng phải Thúc Thúc đã nói trùng bác ca rất là thông minh? Hay là như vậy, để con đi hỏi huynh ấy xem huynh ấy có cách nào khác nữa không? Như vậy cũng tốt. Tu Anh à, con cho Thúc Thúc biết sự thật. Hỏi ra thì con trùng bác ca, trùng bác ca. Có phải con thương nó không? Con... Thúc Thúc... Thúc Thúc hiểu rõ. Chỉ tiếc là cha mẹ con mất sớm. Nếu không, vì cô nương lớn như con có lẽ đã lấy chồng từ lâu rồi. Nhưng bây giờ binh quang mã loạn, Thúc Thúc cũng không thể giúp con tìm một người chồng tốt. Nếu con thật lòng thương yêu trùng bác, vậy con chờ chuyện này qua đi một thời gian. Thúc Thúc hứa với con, Thúc sẽ đứng ra lo cho con có được không? Tú Anh sẽ do Thúc Thúc làm chủ hết. Tú Anh, đã lâu Thúc Thúc không thấy con cười vui vẻ như hôm nay đâu. Ê, để coi. Tiếp tục. Sư huynh, huynh có luyện không vậy? Như vậy nè, thấp người xuống. Đúng rồi. Tiếp tục. Chứng kiến Trần Hữu Lượng giải quyền, quyền pháp chỉnh tề, thứ tự trước sau, đúng là một bậc tướng tài hiếm có. Nhưng mà hắn ngang nhiên có thể ra tay giết hại một người không có khả năng phản kháng. Ta cần phải đánh giá lại. Ngũ hổ đồ ơi ngũ hổ đồ, ngũ hổ tề xuất thiên tử hiện, bây giờ chưa thấy ngũ hổ. Trần Hữu Lượng mà ta tìm được, có phải là chân mệnh thiên tử hay không? Hả? Đại ca, đại ca. Là hắn. Thì ra là một trong ngũ hổ, từ lâu đã ở bên cạnh chủ công rồi sao? Tại sao Trần Hữu Lượng ở trái, còn hổ tướng ở bên phải, còn chính giữa là vị tiểu huynh đệ đó? Thiên thư, ta vẫn chưa thật sự tham ngộ triệt để. Cho dù ta có suy đoán thì cũng như không thôi. Ngũ hổ tề xuất thiên tử hiện, ta cứ tìm ngũ hổ tướng trước, truy tìm manh mối của chủ công sau. Hiện nay yêu nghiệt xuất hiện, nếu ta không tập trung tinh thần tìm cho ra yêu nghiệt để tiêu diệt tận gốc, nếu không, không may yêu nghiệt tổn hại Trần Hữu Lượng, và Trần Hữu Lượng cũng chính là thiên tử, thì tội của ta sẽ vô cùng lớn. Đáng chết. Hắn là ai? Tại sao phải chống đối với ta? Nhìn bộ dạng của hắn, pháp lực cao cường, giả lại kiếm của hắn, không thể xem thường được. Được, chờ hồi phục công lực, tu luyện thành công, ta phải điều tra cho rõ hắn là ai. Hứt.
Vậy tôi chỉ tiễn huynh đến đây thôi. Trên đường đi hãy cẩn thận. Tôi muốn cô hãy đi chung với tôi. Đi theo huynh. Đúng vậy. Cô đi theo tôi về Bạch Liên Giáo đi. Ở chỗ chúng tôi cô không cần lo ngại gì hết. Sẽ không phải nhịn đói nữa. Không được không được. Tôi không thể đi theo huynh. Tại sao vậy? Thầm thầm cô ăn hiếp cô như vậy. Hôm nay gả cô cho người này, ngày mai lại cho lão già khác chà đạp cô. Những tháng ngày như vậy cô vẫn chưa sợ hay sao? Thẩm thẩm của tôi tuy đối xử với tôi như vậy, nhưng mà thúc thúc tôi thật lòng tốt với tôi lắm. À đúng rồi, sáng hôm nay nha, thẩm thẩm của tôi còn gặp tôi để xin lỗi tôi nữa. Không ngừng nói lời xin lỗi tôi, còn hứa sau này sẽ không ăn hiếp tôi nữa. Cho nên... Đó là bởi vì tối qua tôi đã cho bà ấy một bài học. Thật sao? Ừ. Vậy thì tôi phải cảm tạ huynh rồi. Cô với tôi không gì phải khách sáo hết. Nói chung á, không cần biết thúc thúc thẩm thẩm cô đối xử với cô thế nào. Để cô ở lại đây tôi không thể yên tâm. Cô lập tức theo tôi đi. À, thật sự không được đâu. Tôi không thể đi theo huynh. Tại sao vậy? Không lẽ chỗ này có người khiến cô nhớ nhung hay sao? Thánh Đồng. Có chuyện gì? Khẽ bấm Thánh Đồng, Quan Hà đào được người đá một con mắt, cho nên tả hộ pháp kêu Thánh Đồng lập tức trở về tổng đàn. Ta biết rồi, lui xuống đi. Rõ. Cái này cô cầm lấy. Đây là cái gì vậy? Đây là thánh vật của Bạch Liên Giáo chúng tôi. Nhìn thấy vật này y như nhìn thấy giáo chủ thân lâm. Sau này cô có gặp bất kỳ khó khăn gì cứ đi tìm giáo đồ Bạch Liên Giáo. Họ là những người sang mặt cho những người vừa rồi. Cô đưa nó ra, họ sẽ hết mình giúp cô. Được, tôi biết rồi. Đa tạ huynh. Chúng ta còn gặp nhau nữa không vậy? Tất nhiên, sẽ gặp nhau thôi. Cô hãy bảo trọng. Nếu như cô còn ở đây, chờ tôi xử lý xong công việc, tôi sẽ quay về đây tìm cô. Vậy chúng ta hẹn ngày gặp lại nha. Ừ. Cảm tạ ông trời cho con gặp được người tốt bụng như vậy. Một lần nữa con xin cảm tạ ông. Một miếng ruộng lớn như vậy, đừng nói là hôm nay, cho dù ba ngày ba đêm cũng làm chưa xong nữa. Đây rõ ràng là Lễ Nguyên sư huynh cố tình làm khó mình mà. Tên này xong rồi, khỏi ăn luôn. Tối nay không cần về tự ngủ nữa. Người than phiền gì chứ? Có phải nằm tử hán không? Vậy tôi cũng là nam tử hán. Nè, nam tử hán bỏ ăn bữa cơm đâu có chết đâu, đúng không? Trong sách Thánh Hiền xưa có nói, các người nghe rõ đây, trời sắp ban trọng trách cho ta đi. Trước tiên cổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, ngã kỳ thể phu. Ta nói vậy có đúng không? Không trả lời là đồng ý nha. Thật ra tôi là một nam nhân, bỏ ăn bỏ uống một bữa có sao đâu. Chẳng qua tôi chỉ lo cho Tú Anh, không biết hiện giờ cô ấy sao rồi. Lần này thẩm thẩm cô ấy ép gả cô ấy không thành, giả lại còn bị thẩm thẩm đánh cho một trận, hoàn cảnh cô ấy chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Hận chứ hận tôi bây giờ không có khả năng bảo vệ Tú Anh. Chu trùng bác tôi, xin thề với trời,
Sau này tôi nhất định cho Tú Anh một cuộc sống tốt, cho cô ấy được ăn no, được mặc ấm, không để cho cô ấy chịu bất kỳ uất ức gì. Mình nói nghe hay thật đó. Phải nhanh chóng làm việc thôi, nếu không thì 3 ngày 3 đêm cũng không được ăn cơm. Có thật là bỏ đi không? À, thật sự bỏ đi rồi quân gia. À, bỏ đi rồi. Nè, à nói bậy đó quân gia. Vô khám xét. Khám. Chắc chắn có. Được. Khám. Chắc chắn là ở trong đó. Vô khám xét ngay. Bà Dương à, bà đừng ngậm máu phun người. Mã đại thúc, cuối cùng ông đã lộ diện rồi. Ai ngậm máu phun người, ông làm hại tấn công tôi còn chưa thưa tội ông hại người nữa đó. Bà. Hay lắm. Ông nói Tú Anh bỏ đi. Ý, vậy cho vị quân gia này vô khám xét đi. Ông dám không? Đừng có đụng vào tướng công của tôi nha. Tôi đụng vô thì sao? Bà dám hả? Đồ con ác phụ. Quân gia, vô khám xét. Vô khám xét đi. Khám. Mau lên. Đó. Nè, không được khám. Vô đi, vô đi. Vô đi. Ngài không thể vô khám xét được đâu. Đừng mà. Không được khám xét đi. Đừng mà. Vô đi. Không được khám. Không được mà. Quân gia, Tú Anh, tại sao con lại ra mặt vậy? Quân gia, ngài xem, ngài thấy ở đây có phải xinh đẹp lắm không? Tôi thấy ả thật sự rất xinh đẹp á. Tú, quân gia, tôi có thể đi theo các vị, nhưng nếu như các ngài muốn đưa tôi đi gặp người hoàng thượng đó, tôi sẽ tố cáo chồng của bà ấy Dương Dương Mại. Hắn đòi làm nhục tôi. Trời ơi. Quân gia, ngài đừng nghe lời ả. Ả căm thù tôi, kêu các vị đến bắt ả, cho nên mới kiện lão gia nhà tôi. Chính cô đã nói quan cho lão gia nhà tôi. Nếu như do tôi nói quan cho hắn, như vậy tại sao mặt của tôi bị thương? Nếu như hắn không có ý làm nhục tôi, thúc thúc của tôi đâu có cho hắn biết tay chứ. Đúng vậy. Có đúng như vậy không? Là thật đó. Quân gia, ngài xem, người mà ngài đến bắt là ả, không liên quan gì đến tôi hết. Không có liên quan đến tôi. Tôi đi nha, tôi đi nha. Bà. Ê. Dẫn đi. Chà đó. Ê, quân gia, ngài đi bao vậy? Khánh đó, tôi chạy đi. Ê, Khánh đó. Quân gia. Quân gia, quân gia làm ơn, làm ơn tha cho nó đi. Tôi biết lỗi rồi, làm ơn đi bà. Thôi, thả nó ra. Thả nó ra. Nhưng tử. Tú Anh. Tú Anh à. Ê, rồi, đi lên đây. Cho tôi nói lời từ biệt với thúc thúc và thẩm thẩm của tôi có được không? Thì được rồi, nói nhanh lên đó. Tú Anh. Đi. Thẩm thẩm. Tú Anh. Thẩm thẩm có lỗi với con. Tú Anh. Tú Anh. Thúc thúc không thể giúp con được. Khi nào có cơ hội, con mới bỏ trốn nha. Nếu như con có thể may mắn chạy thoát, vậy con đến Hào Châu tìm bản thân ngày xưa của cha con Quách Tử Hưng, ông ấy sẽ giúp cho con. Tú Anh, con nhớ đó nha. Tú Anh à, con cầm lấy cái này. Thẩm thẩm có lỗi với con. Đây là lỗi của thẩm thẩm. Số tiền này con hãy cầm lấy hết đi. Con đừng có hận thẩm thẩm nữa nha con. Thẩm xin thẩm, lỗi. Đây là số mạng của con. Con không trách ai cả. Số tiền này thẩm giữ lại đi, sau này thẩm sẽ còn cần dùng đến nó. Con nhất định phải cầm lấy, con phải cầm lấy. Con cầm lấy đi mà. Cầm đi con. Thẩm có lỗi với con lắm. Con cầm đi. Ê, đủ rồi, nhiều quá đi. Tu Anh, 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 Tu Anh. Lỗi do tôi, lỗi do tôi mà. Tú Anh. Tất cả là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Tú Anh à. Tú Anh. Hả? Hả?
làm từ sáng tới giờ mới cắt được có nhiều cỏ đi thôi sao? Vẫn còn nhiều vậy à? Ôi, xem ra mặt trời sắp lặn rồi. Mình phải làm tới khi nào đây? Nè, tôi nói mấy người có nghe không? Một mình Chu Trùng Bác tôi cắt cỏ, còn mấy người khoanh tay đứng nhìn, mấy người làm vậy không thấy ngượng sao? Lẽ ra các người phải làm phụ tôi một tay mới đúng chứ. Chỉ giỏi than phiền với tôi thôi, không biết điều gì hết, sau này không chơi với mấy người nữa. Mấy người chịu xuất hiện rồi hả? Mấy người biết điều lắm. Tập thể quay bên này. Nè, mọi người nghe tôi nói, bây giờ cũng sắp trễ rồi, chúng ta chia ra mọi người phụ trách một khu vực. Bây giờ mọi người làm theo mệnh lệnh của tôi. Chuẩn bị, giải tán. Sư huynh kêu mình đi kiểm tra thằng đầu ghẻ này. Có gì đâu mà kiểm tra, chỉ cần suy nghĩ bằng đầu gối cũng có thể hiểu được. Một mảnh ruộng lớn như vậy, mình hắn sao có thể xử lý hết. Mình nghĩ hôm nay uổng công mình tới đây rồi. Nghĩ đến tên đầu ghẻ đó thì thấy giận quá trời. Đầu ghẻ, đừng có nhổ nữa, nhổ cả ngày cũng không có xong đâu. Đầu ghẻ, đang nói chuyện với người chứ bộ. Má, 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 má. Bên kia có ma kìa, bên kia có ma kìa. Xỉu. Ý, hình như vừa rồi nghe thấy có ai gọi mà. Có lẽ chỉ là tiếng gió thôi. Ê, mọi người nhanh tay nha, cỏ sắp nhổ xong rồi, mọi người hãy nhanh tay lên. Ý, hey. Này. Wow. Cỏ nhổ xong rồi. Cỏ nhổ xong rồi. Mọi người giỏi lắm. Mọi người giỏi lắm. Đa tạ mọi người. Đa tạ mọi người. Tạm biệt. Hey. Hey. Quá tốt rồi. Vậy là làm xong công việc rồi. Ta có thể trở về nhận cơm. Đại ca. Đại ca. Ê, thằng Hòa. Đại ca. Hey, ta đoán được. Đại sẽ tới giúp ta một tay không cần đâu. Để xem, ta nhổ xong sạch hết rồi. Thế nào hả? Không phải đâu. Đại. Không phải? À, ta biết rồi. Để mang thức ăn tới cho ta phải không? Nè, để đâu? Không phải. Tú, thúc thúc của Tú Anh chạy đến báo. Tú Anh đã. Thằng Hòa, để khoan thở đã. Tú Anh bị sao hả? Tú Anh đã bị quân Nguyên bắt đi rồi. Đại vừa nói gì? Mà Thúc, Tú Anh đã. Trùng Bác. Tú Anh bị sao vậy? Tú Anh nó đã bị quân Nguyên bắt đi rồi. Đại ca. A Di Đà Phật. Mã Thi Cựu, sống trên thế gian này tất cả đều là duyên phận, cần phải đến thì sớm muộn gì cũng đến. Duyên phận hết rồi, tất nhiên phải đi khỏi thôi. Ông không nên quá đau buồn làm gì.
Đa tạ sư phụ. Tôi đến đây vì báo cho Trùng Bác một tiếng. Trùng Bác, con phải bảo trọng. Thúc Thúc đi đây. Con biết rồi Mã Thúc. Thúc hay bảo trọng. Không được, không được. Tôi phải đi cứu Tú Anh. Tôi phải đi cứu Tú Anh. Đại ca, đại ca. Con đi theo ta. Sống trong tự sao thấy buồn chán quá. Chi bằng ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Lát nữa mới đi thăm đầu ghẻ, xem hắn đã nhổ xong cỏ chưa. Nếu hắn làm không xong, ta sẽ cho hắn biết đây ta. Đi, nhanh lên. Đi. Đi nhanh lên. Đi. Mau lên. Nhanh lên. Ấy, ả chính là cô gái đi chung với đầu ghẻ chứ đâu. Đi mau, đi nhanh lên. Đứng lại. Thả ả ra. Người đúng là to gan, ngang nhiên dám cản đường đi của bọn ta. Ta kêu ngươi thả ả ra, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi tưởng mình là ai vậy? Ngươi kêu chúng tôi thả thì chúng tôi phải thả hay sao? Ngươi ta thấy ngươi cũng rất xinh đẹp. Bọn ta sẽ dâng ngươi cho hoàng thượng. Hả? Ngươi dám đánh ta sao? Ngươi có biết cha của ta là ai không? Cha ngươi? Cha ta là Cáp Ma Thái Quý đó. Tiểu thư ta bạn, tiểu thư ta bạn. Còn không mau thả ra đi. Tôi, tiểu thư à, người này chúng tôi dâng lên cho hoàng thượng đó. Cầm lấy. Cô gái này thuộc về ta. Chỗ đó có 10 lượng bạc, ta không xử hẹp với ngươi. Ngươi cứ xem như là chưa từng gặp cô gái này. Rõ. Mau thả ra đi. Đợi đã. Tiểu thư còn dặn dò chuyện gì nữa? Dặn dò? Vừa rồi ngươi vô lễ với ta, không lẽ đòi bỏ đi như vậy sao? Tôi sai rồi, xin lỗi cô. Tôi sai rồi, xin lỗi cô. Đủ rồi. Tôi sai rồi. Mau xéo đi. Rõ. Dạ, đi thôi. Đa tạ tiểu thơ ra tay cứu mạng. Ủa, nhưng sao tự nhiên mình nằm ở đây ta? Trời ơi. Giờ rồi nằm mơ thôi có gì đâu. Ban ngày mà mơ cái gì chứ? Ngươi nghĩ có đúng không? A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Xỉu tép à. Quốc hội, con đang nghĩ gì vậy? Sư phụ, con... Lão Nạp hỏi con, hai mùa đông rét nên tránh như thế nào? Nhà hồi sư phụ, đến thế giới không có nóng rét. Hả? Có chỗ như vậy không? Tâm tịnh sẽ thấy mát, nôn nóng sẽ thấy nóng, không có đòi hỏi sẽ là thế giới không có nóng rét. Tốt lắm. Vậy lão Nạp lại hỏi con,
con muốn lún sâu vào dục hải, không thể thoát ra, hoặc là thoát khỏi ngũ giới để tham ngộ kiếp sau đây. Con tất nhiên là con muốn thoát ra khỏi ngũ giới rồi. Chẳng qua Tú Anh đã... Ta nghe nói những gì được mất kiếp trước định sẵn. Quốc Thụy, con đến thế gian này là có mục đích khác. Bây giờ con phải chịu đựng nỗi khổ, sau này mới mong thành tài. Con phải nhìn cho rõ, hiểu cho thấu, lòng dạ độ lượng, tự con tương lai sẽ vô bờ. Dạ rõ, đệ tử đã biết rồi. Lão Nạp đưa sách cho con đâu? Con đã đọc xong hết rồi. Tốt, bắt đầu ngày mai con hãy tới Tàng Kinh Các đi. Trong Tàng Kinh Các có rất nhiều sách, con ghi nhớ lời dạy của sư phụ: tu tâm dưỡng tánh, cần phải thu hút thêm kiến thức và trí tuệ để sau này dùng đến. Dạ. A Di Đà Phật. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lão Nạp sẽ ở lại đây đón nhận sự hạ cố. A Di Đà Phật. Sao hả? Bắt bớ dân nữ? Đúng vậy, nên đại ca đau lòng vô cùng, cho nên sư phụ kêu quân ấy đi nói chuyện rồi. Bọn quan binh đó đúng là quá đáng thật mà. Đúng như vậy, Tú Anh ngoan hiền và hiểu chuyện, còn dễ thông cảm nữa. Cùng đại ca tôi vô cùng xứng đôi vừa lứa. Một cuộc nhân duyên tốt như vậy đã bị bọn quân nguyên đó chia rẽ. Trực giác cho mình biết, tên Chu Trùng Bác đó sẽ làm nên chuyện. Còn tên Thang Hòa này, hai mắt sáng như sao trời, không phải hạng tầm thường đâu. Nếu mình đã ra đời để chiêu hiền nạp sĩ, không sao. Thang Hòa, nếu như tôi cứu thoát Mã Tú Anh, các người tính trả ơn tôi sao đây? Nếu huynh thật sự cứu được Mã Tú Anh, đại ca nhất định mang ơn huynh suốt đời đó. Tôi không cần các người cảm kích đâu, tôi chỉ cần... Huynh cần gì? Một ngày nào đó, lúc tôi cần các vị giúp đỡ, các vị phải hết lòng giúp đỡ tôi đó. Không thành vấn đề, nếu huynh giúp chúng tôi cứu thoát Mã Tú Anh, chúng tôi chấp nhận vì huynh mà sống kiếp trong ngựa. Thật sao? Thật đó. Trung Bác. Đại ca. Đại ca. Trung Bác, ngồi xuống đi. Đừng buồn nữa Trung Bác, tối nay tôi sẽ giúp huynh cứu thoát Mã Tú Anh. Quýnh. Sao hả? Không tin tôi à? Không phải. Đừng nói cho ai biết hết, tôi sẽ đi ngay. Ê, nè, Hữu Lượng. Hữu Lượng à, nè, Quýnh nghe ta nói. Ê, để Quýnh ấy đi đi, Ê, Thắng Hòa, rốt cuộc chuyện này là sao? Để đã cho Quýnh ấy biết chuyện của Tú Anh, Quýnh ấy đòi đi cứu Tú Anh đó. Hả? Đại lao châu phủ, không dễ lẻn vào được đâu. Không, ta không thể để quân ấy đi. Ta phải giữ quân ấy lại. Đại ca, Trần Hữu Lượng. Đại ca, Nè, Trần Hữu Lượng. Nè, khoan đi đã. Trần Hữu Lượng, quân nghe tôi. Trần Hữu Lượng. Sao quân lại theo tôi? Quân không nên đi, tôi chạy theo để giữ quân lại. Trung Bác, quân không muốn cứu Tú Anh sao? Tất nhiên muốn, nhưng mà tôi lo cho an toàn của quân. Nơi đó binh sĩ rất đông. Yên tâm, Trần Hữu Lượng tôi có bản lĩnh thật, và còn được ông trời chiếu cố nữa, tôi sẽ không sao đâu. Nhưng mà... Được rồi, đừng nhưng mà, mau quay về đi. Bây giờ thời gian gấp rút, nếu tôi còn không đi cứu người, chờ sau khi họ đưa Tú Anh vào đó thì mọi chuyện không hay đâu. Hả? Vậy... Được rồi, Quỳnh yên tâm đi. À,
Ý của tôi muốn nói là, vậy Quỳnh có biết mặt của Tú Anh hay không? Thang Hòa đã hình dung sơ cho tôi biết rồi. Phải, cô ấy mặc đồ vải có bông nhỏ màu tím, trên lưng có thắt sợi đai lưng màu tím, dễ nhận ra lắm. Ê, còn nữa. Trần Hữu Lượng, hy vọng Quỳnh bình an tới nơi, bình an dẫn Tú Anh về. Tú Anh ơi, Tú Anh, Trần Hữu Lượng đã đi cứu muội rồi. Rốt cuộc bây giờ muội thế nào rồi? Có phải rất đau lòng không? Muội có khóc không? Nè, đầu ghẻ đang nghĩ chuyện gì vậy? Bị đuối hay sao? Không thấy ta đang buồn hả? Vậy ta hiểu rồi. Có phải ngươi là vì người bạn thanh mai trúc mã của ngươi bị bắt đi mà cảm thấy đau buồn không? Hả? Sao cô lại biết? Ngươi không cần biết tại sao ta lại biết. Ta hỏi ngươi, nếu như ta hứa đưa ả tới đây gặp ngươi, ngươi định đền ơn ta như thế nào đây? Nếu thật sự cô có thể đưa Tú Anh tới gặp ta, ta chấp nhận vì cô làm ba chuyện. Đó là do ngươi nói đó nha. Tú Anh, Trung Bá Ca. Tú Anh, Trung Bá Ca. Tú Anh, muội không sao là tốt rồi. Ta thật sự rất lo cho muội. Trung Bá Ca. Tú Anh. Nè, ai cho cô tùy tiện đánh người? Tú Anh, ta dạy tỳ nữ của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Cô vừa nói gì? Tú Anh, người ấy là tỳ nữ của cô. Đúng vậy. Tú Anh là do ta cứu về, giả lại ta còn tốn 10 lượng bạc. Tất nhiên đây là tỳ nữ của ta. Ngươi nói có đúng hay không? Đúng. Do tiểu thơ đã cứu mạng của tỳ nữ đây. Hảo tiểu thư của ta ơi, cô kêu ta làm chuyện gì cũng được. Ta chỉ xin cô đừng bắt Tú Anh làm tỳ nữ của cô có được không? Sao hả? Người đau lòng có phải không? Ta cứ thích bắt Tú Anh làm tỳ nữ của ta đó. Giả lại không ai ngoài ả ra. Bây giờ ngươi vào trong cho ta. Tiểu thư, tôi... Hỗn láo, ngươi dám cãi lời ta có phải hay không? Tôi không cho phép cô đánh Tú Anh. Ả là tỳ nữ của ta, ta muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, không mắc mớ tới ngươi đâu. Cô còn mau đi vào trong đi. Dạ. Tú Anh, cô muốn làm gì? Ngươi đừng hòng dòm ngó tới tỳ nữ của ta. Nếu không ta đi mép cho trụ trì sư phụ của ngươi nghe. Nói là tên tiểu hòa thượng như ngươi không giữ thanh quy, kêu ông ấy đuổi ngươi đi, để các ngươi mãi mãi không thể gặp mặt nhau. Vì cô nương như cô, tại sao đáng ghét gì chứ? Tú Anh, ta cứ tưởng rằng muội được thoát khỏi ma chưởng của quan binh, nhưng nào ngờ lại bị con cọp cái này bắt về làm tỳ nữ. Số phận của muội sao lại éo le vậy chứ? Lần này có thể đào được người đá tại Quỳnh Lĩnh Can, có thể càng khiến nhiều người tin rằng Bạch Liên giáo chúng ta chính là cứu thế thiên tử. Đúng là trời độ Bạch Liên giáo chúng ta. Tôi nghĩ là không bao lâu nữa Bạch Liên giáo chúng ta nhất định có thể lật đổ Thuận Đế, chinh phục thiên hạ.
Nhưng mà lần này chúng ta đến Bạch Lộ Trang, ngang nhiên có quan binh của triều đình mạo danh giáo đồ của chúng ta. Xem ra chúng ta cần phải đề phòng cho cẩn thận hơn mới được. Bao khai bấm hay gì hậu pháp, thám tử đến báo cả ba phần đàn của chúng ta đã bị triều đình tiêu hủy rồi. Cả ba bị tiêu hủy cùng một lúc hả? Dạ phải. Ngươi lui xuống trước đi. Rõ. Lần này nguy rồi, cả ba phân đàn bị tiêu hủy sẽ làm cho lòng người hoang mang. Cậu có cách hay gì không? Chuyện này dễ giải quyết thôi mà. Lâm Nhi, con về rồi hả? Sư phụ, con vừa nhận được tin tức của sư phụ, lập tức trở về đây. Ừ. Thánh Đồng, vừa nghe cậu nói dễ thôi, có phải cậu đã có cách gì không? Đúng vậy. Trước tiên chúng ta có thể thông báo cho các phân đàn các vùng tạm thời không nên tụ tập. Sau đó ở một số nơi được chọn cho dàn bẫy chết người, dựng nên một số phân đàn giả, dù bọn quan binh triều đình rơi vào bẫy. Tiếp theo đó, chúng ta chỉ cần gây mâu thuẫn giữa triều đình và lão bá tánh ngày càng lớn, như vậy sẽ khiến triều đình càng mất lòng dân. Rồi sau đó chúng ta thừa cơ hội mang số quan binh bị chết do trời hành, làm cho càng nhiều bá tánh cho rằng gia nhập Bạch Liên giáo chính là làm theo ý trời. Nếu được như vậy, không những có thể dương quay phong của bổn giáo, càng có thể giúp bổn giáo khuếch trương, dựng nên nền tảng vững chắc. Ừ, cách này khả thi. Giáo chủ thanh minh, Bạch Liên tất thắng. Được, vậy làm theo cách của Thánh Đồng, chia ra hành động. Đó. Lâm Nhi, bây giờ càng ngày cậu càng có trí tuệ và khả năng quyết đoán của Dương Giả. Kể cả một hộ pháp như tôi cũng còn thua xa cậu đó. Hữu hộ pháp quá khen, Lâm Nhi còn nhiều chỗ cần học thêm ở hữu hộ pháp. Được. Lâm Nhi, con sao vậy? Mấy hôm trước con từng lẻn vào Thái Quý Phủ, gần như con đã chế ngự hắn, lập tức sẽ lấy được Hà Thủ Ôn ngàn năm. Nào ngờ trước đó có người lén báo tin cho tên Cẩu Quan đó biết. Hắn đã cố ý bố trí trọng binh để dụ con vào bẫy. Cái tên Cẩu Quan đó thật là hèn hạ, thừa lúc con không để ý đã dùng dao găm đâm lén từ phía sau của con. Do đó chẳng những con không lấy được Hà Thủ Ô, còn bị thương nữa. Tả hộ pháp, cô không nên trách Lâm Nhi nữa. Tuy Lâm Nhi không lấy được Hà Thủ Ô ngàn năm, nhưng cũng may cậu ấy đã bình an trở về đây. Lâm Nhi, vết thương tích hiện nay của cậu... Đa tạ hữu hộ pháp quan tâm, bây giờ tôi đã không sao rồi. Sư phụ à, đồ nhi không thể lấy được Hà Thủ Ôn ngàn năm, sức khỏe cha con... Con cứ yên tâm, cha con trải qua thời gian dài điều trị, sức khỏe cũng đã đỡ nhiều rồi. Còn Hà Thủ Ôn ngàn năm đó, chúng ta sẽ tìm cách khác để lấy được nó. Dạ rõ. Nhưng mà sư phụ à, qua sự kiện này càng chứng tỏ Bạch Liên giáo chúng ta thật sự có người cấu kết với triều đình. Còn nhất định phải tìm cách nắm đầu tên nội tặc đó ra. Đúng vậy, chúng tôi nhất định sẽ lôi đầu tên nội tặc đó ra và thủ tiêu hắn. Lâm Nhi, trong khoảng thời gian giáo chủ bị bệnh, ta hy vọng con tạm thay chức giáo chủ để điều hành chúng giáo đồ. Dạ rõ. Theo tin tức mà mình thăm dò được, số dân nữ chuẩn bị đưa lên kinh thành đều bị nhốt tại đây. Nhưng mà chỗ này quan binh canh gác nghiêm ngặt, làm sao mình có thể lẻn vào được đi? Không lẽ có người lén ra tay giúp mình? Cứ mặc kệ, vào trong rồi tính sau. Thank you.
Hả? Gì vậy? Hình như vừa rồi tôi ngủ rất sai. Tôi cũng vậy nè. Nè, vào vị trí đi, không mày bị phát hiện thì nguy lắm đó. À, biết rồi. Cô là... Tôi đoán được rồi, do chú đại ca kêu Quỳnh đến cứu tôi có phải không? Ừ. Mau theo tôi. Ê, trời đã, đã. Chúng tôi làm luôn đi. Chúng tôi mà. Chạy mau. Tôi nghĩ cô tạm thời an toàn rồi. Đa tạ huynh đã cứu tôi. Không có gì, Tú Anh. Tú Anh? Huynh là... Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng? Tôi không quen biết huynh. Chuyện đó tất nhiên, chúng ta chưa từng gặp nhau. Vậy tại sao huynh lại cứu tôi chứ? Trang phục của cô. À, do chú đại ca nói cho huynh biết nên huynh mới đến cứu tôi, có đúng không? Đúng vậy, tôi nghe Trùng Bác kể cô mặc áo vải bông màu tím. Trùng Bác? Trùng Bác là ai vậy? Cô không quen Trùng Bác sao? Tôi không quen. Vậy chú đại ca mà cô nói là ai? Chú Phụ Minh đó. Mau! Tiêu rồi. Không muốn tìm người. Cứu lầm người rồi. Mau! Mau lên! Rõ rõ. Không còn kịp nữa, quân Nguyên đuổi tới rồi. Cô nương, mau theo tôi nhanh. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Nhảy xuống, chạy đâu? Bỏ tôi xuống! Hãy ra! Hãy ra! Hãy ra! Hãy ra! Hãy ra! Cô nương, cô nương. Ê. Ê. Sao tới giờ mà vẫn chưa thấy Hữu Lượng trở về? Rốt cuộc có bị sao không? Liệu có gặp rắc rỡ gì không? Đại ca. Đại ca, huynh sao vậy? Đại ca, khuya rồi sao huynh chưa ngủ nữa? Đến bây giờ vẫn chưa thấy Hữu Lượng trở về. Ta lo cho hắn lắm, làm sao ngủ được chứ? Huynh yên tâm đi, Trần Hữu Lượng có võ công cao cường, hắn nhất định sẽ không sao. Giả lại, cho dù hắn không tìm được Tú Anh, huynh ấy cũng sẽ trở về nơi này thôi, huynh không nên lo lắng quá nữa. Đại ca, huynh sao vậy? Huynh đừng làm đệ sợ. Ta không chỉ lo cho Trần Hữu Lượng, ta còn lo cho cả Tú Anh nữa. Không biết hiện nay Tú Anh thế nào, không biết là có bị con cọp cái Thác Nhã đó ăn hiếp không. Đại ca, nghĩ lại số phận của Tú Anh và huynh cũng éo le thật đó. Ê, nhưng bất luận thế nào, bây giờ không sợ Tú Anh bị đưa vào cung cho hoàng đế nữa rồi. Như vậy đã là sự may mắn nhất cho huynh rồi. Còn về phía đại tiểu thơ, đệ nghĩ chúng ta chỉ cần tìm cách làm cho cô ấy vui, không chừng sẽ thả Tú Anh ra. Đại ca, huynh không nên quá lo lắng nữa. Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Đại ca, trời sắp sáng rồi, chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe đi.
không biết ngày mai Liễu Nguyên sư huynh sắp xếp bao nhiêu công việc nữa. Thôi được, đi ngủ cho khỏe. Ừ, huynh cũng nghỉ ngơi đi. Ừ. Đại ca. Ừ, ngủ đi. Ừ. Vì cô nương đó chỉ bị hoảng sợ thôi. Ta đưa cô ấy về nhà, chắc là không sao đâu. Rất tiếc, để cho tên nghiệt súc đã chạy thoát rồi. Không được, dù muốn dù không, cũng phải tóm được hắn để loại trừ hắn, tránh để hắn gây họa nhân gian. À phải rồi, tối qua chủ công đã cứu một vị cô nương, cũng không biết hiện nay họ thế nào, không biết họ đã thoát khỏi sự truy đuổi của Quang Minh chưa. Không được, ta phải trở về Quan Giác thử xem sao. Chúng ta đi hướng này. Là chủ công. Cô nương, chắc bọn chúng không đuổi theo nữa rồi. Giờ cô đã an toàn, cô mau về đi. Đa tạ Trần công tử đã ra tay cứu mạng. Chẳng hay Trần công tử đang sống tại đâu vậy? Sau này có cơ hội tiểu nữ sẽ đền đáp. Mình không thể cho cô ấy biết. Mình vì trốn sự dây bắt của Quang Minh, tạm thời sống trong Hoàng Giác Tự. Trần công tử, Trần công tử, chẳng hay Trần công tử đang nghĩ gì vậy? À, không sao. Cô nương, cô mau về đi. Vậy chỗ ở Trần công tử hiện nay là... À, không cần đâu, cứu người là chuyện cần phải làm thôi. Bây giờ từ lúc bọn chúng chưa đủ theo, cô nên mau về nhà đi. Tại vì tôi còn nhiều việc phải làm, xin phép cáo từ. Ê, vị Trần công tử này đúng là chính nhân quân tử. Chẳng những khôi ngô tuấn tú, cứu tôi rồi cũng không cần tôi báo đáp. Trời ơi, chắc chú đại ca nôn nóng lắm, tôi cần phải trở về nhà ngay. Thật không ngờ Trần Hữu Lượng còn có khí độ đến như vậy. Không thẹn là thiên tử. Nhưng tại sao có đôi lúc hắn lại tỏ ra hung dữ nhỏ mọn đến như vậy chứ? Rốt cuộc tâm tính của chủ công là như thế nào? Có thể thử cô ấy xem sao. Trải qua chuyện hôm qua, bọn quan binh đó nhất định sẽ cảnh giác hơn nhiều. Và mình chưa thể cứu được Tú Anh, nên đang nói sao với Trùng Bác đi. Ăn cướp! Ăn cướp kìa! Cứu tôi ơi! Cứu tôi chơi! Công tử ơi! Cứu tôi chơi! Mà cứu tôi chơi! Ăn cướp kìa! Công tử! Mà cứu tôi! Mà cứu tôi! Các người muốn làm gì? Làm gì hả? Tất nhiên là cướp ngân lượng trong người của ngươi rồi. Nhìn bộ mặt của ngươi, có lẽ còn nhà giàu có. Mau giao ngân lượng trong người ra đây, nếu không đừng trách ta không nương tay. Lẹ lên! Đương kim triều đình đã làm cho thiên hạ dân sống lầm than, các người còn giúp làm ác, ăn hiếp ba tánh chân yếu tay mềm. Các người không thấy sỉ nhục sao? Thiên hạ này hỗn loạn, chúng tôi còn phải nhịn đói đây nè. Hư đã quan tâm có sỉ nhục hay không? Đừng có lôi thôi, mau giao ngân lượng trong người ra. Lẹ lên! Nằm mơ! Lên! Qua cách nói chuyện vừa rồi của cậu ấy, quan tâm đến sự an nguy của đất nước, văn võ song toàn. Giả lại, đối với bạn bè của Tình Có Nghĩa, chắc chắn là chân mình thiên tử rồi. Rút đi. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Công tử mau đứng lên. Đây là chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo. Vì công tử này, qua cách ăn mặc của huynh không giống dân bản xứ,
tại sao gặp phải bọn cướp này chứ? À, chuyện là như vậy. Tôi đây từ chỗ khác đến đây du ngoạn. Tạm thời tôi đang ở nhà tại Hoàng Giác Tự. Hoàng Giác Tự? Tôi cũng ở Hoàng Giác Tự mà. Ủa, thật sao? Phải, bây giờ tôi đang về Hoàng Giác Tự. Vậy chúng ta đi chung đi. Được, mời. Mời. Hình như bên kia có người đánh nhau, qua đó xem đi. Tôi cũng đi nữa. Bên đây, bên đây, bên đây. Sư phụ, mau cút khỏi đây đi. Sư phụ. Hả? Hữu Lượng. Sư phụ. Hữu Lượng, cuối cùng sư phụ đã tìm được con rồi. Sư phụ, sao người lại đánh nhau với bọn Quân Nguyên vậy? Sư phụ bế quan tu luyện xong, quyết định xuống núi để tìm con. Nhưng mà trên đường đi đã gặp bọn quan binh vừa rồi, họ đang bắt bớ dân nữ dùng này, cho nên sư phụ ra tay cứu họ. Sau đó họ đã coi sư phụ như bọn phản tặc ra tay truy sát. Trên đường tới đây ta đã giao đấu với họ rất là nhiều lần rồi. Hữu Lượng à, khoảng thời gian qua con đã đi đâu vậy? Hoàn toàn không có chút tin tức. Sư phụ thấy lo cho con lắm đó. Sư phụ, con cũng bị bọn chúng đuổi giết như phản tặc vậy. Tạm thời trốn trong Hoàng Giác Tự, chờ mọi chuyện lắng xuống con mới ra ngoài. Giỏi, con ngoan lắm. Sư phụ, sư phụ không sao là tốt rồi. Giỏi. Sư phụ. Giỏi lắm. Trần công tử. Lưu công tử. Hữu Lượng, vị này là... Sư phụ, vị này là Lưu công tử, con vừa cứu anh ấy. Lưu công tử, vị này là sư phụ của tôi, Hư Quyền chân nhân. Lưu Cơ bái kiến Hư Quyền chân nhân. Sư phụ, đúng là con và Lưu công tử trở về Hoàng Giác Tự, nào ngờ gặp lại sư phụ. Tiểu Thúy ơi, Tiểu Thúy, xin lỗi, các vị có... Cô gái ốm ốm cao cao sao? Tôi không gặp. Không gặp hả? Tôi chết rồi. Bên này con gái của tôi lành ít dữ nhiều rồi. Đại nương, bà khoan khóc đã. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua, con gái của tôi ngủ ngay bên cạnh tôi. Ngủ một giấc tới sáng thì không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Xem ra đã bị yêu quái bắt đi mất rồi. Yêu quái? Bà lão, bà khoan khóc đã, hãy kể rõ ràng hơn đi. Dạo này trong làng chúng tôi thường xuyên có những thiếu nữ nửa đêm bị mất tích. Người sẽ biến mất ngay. Tội nghiệp con gái của tôi. Bà lão, bà đừng quá đau buồn, tôi sẽ giúp bà tìm lại con gái của bà thôi. Đa tạ. Bà mau về nhà đi. Đa tạ. Bà lão, đa tạ. Bà đừng làm vậy mà. Đa tạ. Tiểu Thủy ơi. Hữu Lượng à, con... Sư phụ, chúng ta là người học võ, cứu người là chuyện nên làm. Huống hồ còn có sư phụ bên cạnh con, cho nên không phải sợ gì. Được, sư phụ cũng muốn được chứng kiến rốt cuộc là yêu quái gì gây hại. Được, vậy ba người chúng ta cùng tiêu diệt yêu. Thương thiên dị tử, hoàng thiên đương lập, tuế đại giáp tử, thiên hạ đại giáp, đại cướp tại ngộ, thiên địa giai ám, nhật nguyện vô quang, hoàng thiên trung tử, trung thiên trung sinh, dân dân sống lập lập hang, thiên hạ đại loạn, thánh đồng giác giới, đương chủ triều đình. Chúng tôi tham bái thánh đồng.
tất cả hãy bình thân. Thánh đồng từ bi, giáng thế dân gian, giải cứu thương sinh, di ngã Bạch Liên. Giải cứu thương sinh, di ngã Bạch Liên. Giải cứu thương sinh, di ngã Bạch Liên. Mọi người đều là giáo đồ của Bạch Liên giáo ta, xem như là con dân của ta. Bốn thánh đồng sống thêm một kiếp, đó là để dẫn dắt mọi người vượt qua kiếp nạn, lật đổ thuận đế. Thánh đồng giáng lâm, lật đổ quyền 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 đế. Hả? Ý Trùng Bác, Trùng Bác, sao con lại trở về vậy? Sao hả Trùng Bác, chỗ nào không được khỏe sao? Không phải con, mà là Tú Anh. Tú Anh? Tú Anh bị làm sao? Tiêu Thuốc. Tiêu Thuốc, Tú Anh bị cô gái bướng bỉnh bắt đi làm thị nữ rồi. Hả? Bắt đi làm tỳ nữ? Không, không thể nào đâu. Lẽ ra Tú Anh bị người của triều đình bắt đi dâng cho hoàng thượng, nhưng mà nào ngờ bị cô gái bướng bỉnh đó cứu thoát, giả lại còn dẫn mũi ấy đi theo làm tỳ nữ nữa. Ôi trời, nếu đã như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao vẫn hơn bắt dâng cho hoàng thượng. Tốt gì mà tốt, hoàn toàn không có gì tốt hết. Cô đại tiểu thư đó bướng bỉnh ngang ngược, không biết ả sẽ nghĩ ra cách gì làm hại Tú Anh đó. Ôi trời, Trùng Bác à, mọi chuyện không nên nghĩ theo chiều hướng xấu. Tuy cô đại tiểu thư đó có phần hơi bướng bỉnh, nhưng theo ta thấy cô ấy vẫn là vị cô nương tri thức đạt lễ, lòng dạ hiền lành. Tiểu Thuốc, Thuốc đừng để cho ả gạt đó. Ở trước mặt con nè, ả vừa chửi vừa đánh Tú Anh. Ả sao có thể mà hiền lành được chứ? Ôi, nếu đã như vậy con mau đi xin cô ấy đi, xem cô ấy có thể thả Tú Anh hay không. Con nghĩ chắc không được đâu. Cho dù con có xin, ả cũng không thả người. Giả lại con cũng không muốn hạ mình trước cô gái bướng bỉnh đó. Trùng Bác, vì Tú Anh con hãy chịu thiệt một chút đi. Hay là như vậy, Tiêu Thúc đi chung với con, hy vọng cô ấy nể ta là một trưởng bối mà thả Tú Anh ra. Vậy ôi trời, Trùng Bác đừng do dự nữa, mau đi thôi, mau 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 đi mau. Đón tiếp đại tiểu thơ. Đại tiểu thơ à, tôi sao lại giành với tao chứ? Đại tiểu thơ, các người đến đây làm gì vậy? Chúng tôi đến hầu hạ đại tiểu thơ đó. Đúng vậy, đại tiểu thơ có cần gì cứ việc dặn dò chúng tôi nghe. Không cần đâu, bây giờ đã có người hầu hạ ta rồi. À, có người rồi hả? Là ai vậy? Ai vậy? Ai giành công việc của chúng tôi vậy, kỳ cục quá. Đúng rồi đó. Hả? Hey, cô ấy là Mã Tú Anh của Mã gia mà. Không phải đã bị quân Nguyên bắt đi dâng cho hoàng thượng rồi hả? Đúng rồi. Đúng vậy. Nhưng ả đã được ta cứu thoát, bây giờ ả là tỳ nữ của ta đó. Cô là khúc gỗ sao? Sao còn ngơ ngác đứng đó làm gì vậy? Tôi, tiểu thơ, tôi vẫn chưa biết có thể vì tiểu thơ làm những gì. Ê trời ơi, làm gì tự cô không biết suy nghĩ hay sao? Còn bắt đại tiểu thư nói ra nữa. Đúng vậy. Con nhìn lại mình đi, sao cô không tự soi gương lại xem? Trời sanh ra là mạng tỳ nữ, sao giống tôi được chứ? Giống đệ hả? Giống đệ tốt xấu lắm sao? Thôi đi thôi đi. Cô đi rót ly trà cho tôi. Dạ. Ai mượn đệ nhiều chuyện vậy? Thiệt là phải sai khiến mới biết làm việc. Đúng vậy, cô A đầu đó hoàn toàn không biết tin ý gì hết. Ả không biết đại tú thơ ngồi nói chuyện nãy giờ khát nước quá trời. Đúng đó. Ý của thầy là sao? Ý thầy nói tôi nhiều chuyện, nói hoài không biết mệt có phải không? Không phải. Tôi sao dám. Đúng. Liễu Ngộ tuyệt đối không có ý đó. Dạ, là đúng. Tiểu thơ, trà nóng đây rồi. Sao trà nóng quá vậy? Cô muốn hại chết ta có phải không? Mau đi đổi ly khác vừa uống cho ta đi. Xin lỗi tiểu thơ, tôi sẽ đi đổi ngay.
Đà Tiểu Thơ à, tôi thấy cô chán ghét ả như vậy, tại sao còn giữ ả ở bên cạnh cô chứ? Ta làm vậy là vì đầu ghẻ đó. Ồ, vậy tôi biết rồi. Tại vì Đại Tiểu Thơ chán ghét đầu ghẻ cho nên cố tình giữ lại Tú Anh ở bên cạnh hả? Ai nói là ta chán ghét hắn, chính là vì ta thích. Trời ơi. Ta, ý ta nói, tại vì ta rất thích được chứng kiến tên đầu ghẻ đó mỗi khi hắn tức giận lên. Hiểu rồi. Tiểu Thơ, trà vừa uống rồi. Sao mà lại nguội ngắt vậy? Lúc thì nóng, lúc thì nguội. Cô cố ý có phải hay không? Ê, Tú Anh. Tú Anh, Bụi không sao chứ? Bụi không sao. Chuyện này không sao đâu. Đây không phải là chuyện có sao hay không, mà đây là... Sao hả? Người đau lòng có phải hay không? Ta chỉ tạt bằng nước nguội thôi mà, chứ đâu có phải là nước nóng đâu chứ. Tại sao cô lại đối xử tôi anh như vậy? Tại sao lòng dạ cô xấu vậy chứ? Người nói lòng dạ ta xấu xa. Đúng vậy, người không chỉ lòng dạ xấu xa mà còn ngang ngược nữa. Ngươi... Ê, cái tên đầu ghẻ kia, sao lại anh nói với Đại Tiểu Thơ như vậy? Đúng vậy, để thật to gan, để chán sống hay vậy sư huynh? À, lấy nước tạt người ta, bướng bỉnh, ngang ngược mà lòng dạ không xấu hay sao? Đúng, ta bướng bỉnh thì sao, ta lòng dạ xấu xa thì sao? Ả là tỳ nữ của ta mà, ta thích chửi thì chửi, ta thích đánh thì đánh. Đây là chuyện riêng của ta, mắc mớ gì tới ngươi chứ? Cô, hôm nay ta không cho cô một trận nhớ đời thì cô sẽ không biết còn có người dám cho cô bài học. Đừng có như vậy mà. Con bình tĩnh lại đi. Đại Tiểu Thư, Trùng Bác từ nhỏ đã chơi chung với Tú Anh cho nên họ mới thân nhau như vậy. Tôi thành thật xin cô đừng quan tâm tới Trùng Bác nha. Ta không hơn thua với tên đầu ghẻ đó đâu. Tú Anh. Nè, con A đầu thúi kia, sao ngươi còn đứng ở đó hả? Nè. Cô, ta hỏi các người đến đây để làm gì vậy? Đại Tiểu Thư, tôi là thúc thúc của Trùng Bác Lý Tiêu. Chúng tôi tới đây là vì có chuyện muốn xin cô. Hy vọng cô có thể thả Tú Anh đi. Thả đi hả? Chẳng lẽ ta có trói ả lại sao? Không, ý tôi muốn nói là vậy giúp người giúp đến cùng. Cô hãy làm ơn trả lại tự do cho Tú Anh đi mà. Giúp người giúp đến cùng? Chẳng phải vừa rồi nói ta ngang ngược không nói lý lẽ, lòng dạ xấu xa sao? Bây giờ lại nói ta là người tốt. Các người đúng là đang diễn tuồng, một người chính diện, một người phản diện. Đúng là hợp tác ăn ý thiệt mà. Cô! Trùng Bác! Nghe là thuốc cô, bình tĩnh. Được, chỉ cần cô chịu thả Tú Anh ra, ta chấp nhận xin lỗi. Cô muốn ta làm thế nào ta cũng chấp nhận, như vậy có được không? Người gì Tú Anh, có thật là chấp nhận làm mọi chuyện hay không? Đúng vậy. Đại Tiểu Thơ à, bây giờ trước mắt á, chúng ta phải làm như vậy. Như vậy nè Tú Anh. Sau đó sẽ... Thầy qua nói đi. Rõ. Đầu ghẻ, để nghe rõ đây. Đại Tiểu Thư nói, từ bây giờ tới lúc mặt trời lặn, để phải cài xong 10 mẫu ruộng quan ngay phía sau Hoàng Giác Tự. Cái gì? Một ngày cài 10 mẫu ruộng quan? Đúng vậy. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta hứa trả Tú Anh lại cho ngươi. Trung Bác ca. Ôi trời, Đại Tiểu Thư, 10 mẫu ruộng quan 3 ngày cũng cài chưa xong. Không làm được hả? Nếu như không làm được, kêu ta thả Tú Anh đi, ta cũng không làm được luôn. Vậy được, ta hứa với cô. Ngươi làm gì tiểu vậy nữ hả? Tử, ta thấy nàng cũng xinh đẹp đó, ta lại gặp ai rồi? Ngươi xéo đi. Buông tay ra. Làm gì vậy? Dừng lại. Nghiệt súc. Ban ngày ban mặt dám ngang nhiên bắt bớ phụ nữ. Hãy
Kỳ lạ thật. Vị Lưu công tử này nhìn bề ngoài thì không giống người biết võ công, nhưng trên đường hắn đi theo chúng tôi đến đây, tốc độ hoàn toàn không thua kém gì. Thật ra hắn là người như thế nào chứ? Hữu Lượng, Hữu Lượng, Hữu Lượng, Hữu Lượng, sư phụ. Nghiệt súc, chạy đi đâu? Trần công tử, Trần công tử, Trần công tử, Trần công tử. Sư phụ à, ý sư phụ là người đá này do sư phụ cố tình tạo nên hả? Đúng vậy. Người đá một con mắt này do ta và cha của con bàn với Hữu Hộ Pháp. Chúng tôi thừa lúc đêm khuya vắng người không có ai chú ý để khiêng đến ven bờ Hoàng Hà, đào một cái hố rồi cho chôn cất tại đó. Nhưng mà sao sư phụ dám chắc quân Nguyên sẽ tìm thấy nó vậy? Hoàng Hà thường xuyên dở đê, thường xuyên tràn lũ, miễn là những người ở xung quanh đó đều biết, cho nên bọn quân Nguyên đó sớm muộn cũng sẽ tìm thấy nó. Nói vậy là cái người đá này cũng do sư phụ nhờ người ta điêu khắc hả? Không phải vậy. Người đá một con mắt này là do sư phụ ta cho ta biết đó. Vả lại nó còn có công lực đặc thù, ta phải tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể tìm thấy nó. Nhưng mà con nhìn kỹ nó vẫn là một tảng đá to, nó có thể có công lực đặc thù gì được chứ? Lâm Nhi, con hãy nhìn mắt nó xem. Trên người đá này chỉ có khắc một con mắt, con thấy nó đâu có gì đặc biệt đâu. Con sai rồi. Trong tròng mắt đó vốn có một con ngươi, chẳng qua bây giờ nó không nằm trong mắt thôi. Bản thân nó có mắt thật hả? Ừ. Vậy hiện nay con mắt đó đi đâu rồi? Con mắt đó có tên là Sơn Thạch Chi Nhãn. Chỉ cần có người lấy được Sơn Thạch Chi Nhãn đặt vào trong mắt nó, người đá sẽ nghe theo lời của người đó. Vậy Sơn Thạch Chi Nhãn đó có la lịch gì vậy sư phụ? Trong Sơn Hải Kinh ghi lại, năm xưa lúc Nữ Hoa Nương Nương luyện thạch để giá trời, đã làm rớt một cục đá rơi xuống vùng Đông Hải, và cục đá đó trải qua trăm ngàn năm xói mòn, được ngâm trong nước biển để hấp thụ rất nhiều linh khí, cho nên nó biến thành Sơn Thạch Chi Nhãn. Có một ngày, có một người khi điêu khắc tượng đá này đã lấy Sơn Thạch Chi Nhãn đặt vào tròng mắt của nó, nhưng không ai ngờ rằng lại gây ra sát phạt cho giang hồ. Sau đó có một vị cao tăng đắc đạo đã thu phục được người đá đó và lấy Sơn Thạch Chi Nhãn ra chôn sâu trong Hàng Âm Sơn. Hàng Âm Sơn à? Đúng vậy. Năm xưa sư phụ cũng từng đến Hàng Âm Sơn để tìm kiếm Sơn Thạch Chi Nhãn. Chỉ tiếc là có lẽ do cơ duyên chưa đến cho nên không thể tìm thấy nó. Lâm Nhi, nếu như chúng ta tìm được Sơn Thạch Chi Nhãn, có thể khuếch trương Bạch Liên giáo của chúng ta. Cho nên sư phụ muốn đi tới Hàng Âm Sơn để tìm Sơn Thạch Chi Nhãn. Đúng vậy. Chỉ cần tìm được Sơn Thạch Chi Nhãn, có thể khởi động người đá. Được như vậy, Bạch Liên giáo chúng ta sẽ như hổ thêm cánh thôi. Ừ. Và lại, có người đá dẫn dắt, chúng ta lật đổ triều đình sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc là hiện nay sức khỏe của cha con vẫn chưa hồi phục, và còn Hữu Hộ Pháp, lòng dạ hắn đầy tham vọng. Phân đà chúng ta lại chịu sự dây tiểu của quan binh. Sư phụ thật sự không thể bỏ đi được. Sư phụ à, cho đệ tử đi tìm thử đi, được không? Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà Hàng Âm Sơn đó vô cùng nguy hiểm, con đi một mình ta không yên tâm. Sư phụ cứ yên tâm đi. Trước đó lúc phái con đi huyện Trung Lý, chẳng phải con cũng trở về bình an sao? Và lại con là thánh đồng của Bạch Liên giáo, con có trách nhiệm tìm lại Sơn Thạch Chi Nhãn để người đá phải nghe lệnh của con. Được, vậy con cứ đi. Nhưng mà con nhớ mang theo cái này. Sư phụ, đây là linh yến của người mà. Đúng vậy. Lúc con gặp phải chuyện nguy hiểm, con cứ thả linh yến đi, nó sẽ bay về báo cho ta biết, ta sẽ đến đó giúp con. Đa tạ sư phụ.
Vậy bây giờ con đi cáo biệt cha con, sau đó sẽ lên đường. Nhưng chuyện con đi tìm Sơn Thạch Chi Nhãn không nên cho cha con biết, ta sợ ông ấy. Thì nếu con hiểu, con sẽ không tiết lộ. Nhưng mà sư phụ à, cha con làm phiền sư phụ thay con chăm sóc nha. Con khờ lắm, cho dù con không nói, sư phụ cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cha con. Con yên tâm đi kiếm Sơn Thạch Chi Nhãn đi. Nếu như có thể tìm được Sơn Thạch Chi Nhãn, con muốn trở thành bá vương chỉ trong nay mai thôi. Một miếng ruộng lớn như vậy, có thật là tôi có thể cày xong trước lúc mặt trời lặn không? Nếu như cày không xong, Tú Anh lại bị cô gái bướng bỉnh đó hành hạ nữa rồi. Không được, tính sao đây? Hả? Nhờ người giúp. Có cách rồi. Trung Bác ca. Tú Anh. Trung Bác ca. Trung Bác ca. Mùi đem cơm đến cho huynh nè. Đã tạ muội nha Tú Anh. Sao tay của huynh lại dơ như vậy chứ? Tại vì huynh đang nắng người đất. Nắng người đất. Muội nhìn đi. Huynh nắng nhiều người đất như vậy để làm gì vậy? Vì huynh muốn chúng cày ruộng cho huynh. Muốn chúng cày ruộng cho huynh sao? Nè, muội quên sao? Huynh nói gì? Xưa nay đều rất linh nghiệm. Lần này á, huynh muốn nhờ số người đất này giúp huynh cày ruộng. Huynh hy vọng ông trời có thể giúp cho huynh. À, đúng rồi, nếu như số người đất này có thể giúp cho huynh cày ruộng thì có thể trước lúc trời tối sẽ cày hết đất ruộng rộng lớn như vậy rồi. À, đúng rồi. Nè. Cho huynh ăn cơm đi, còn muội nắng người đất cho huynh. Rửa tay đi. Phải rồi, ăn cơm phải rửa tay. Đáng ghét, mau đi rửa tay đi. Thơm thiệt á. Vậy huynh ăn nhiều một chút đi. Tú Anh không? Muội ăn không? Huynh ăn nhiều một chút đi. Huynh mau ăn đi, để muội nắng người đất cho huynh. Nè, dùng cái này. Dùng cái này nè. Được. Lạ thật,
Vừa rồi mình thấy có người ở đây mà, sao nháy mắt lại không thấy rồi? Dừng tay. Nghiệt súc, đừng hòng hại người. Ngươi là Lưu Cơ, ngươi đã lấy mất ba quyển thiên thư đúng không? Cuối cùng đã nhận ra ta. Nghiệt súc, sao ngươi lại tạo nghiệp khắp nơi vậy? Ta bị giam trong thạch thất kia, không gặp nữ sắc nhiều năm. Cho nên ta không cần biết ngươi có lý do gì. Tóm lại là ta thả ngươi ra, nhưng ta quyết không cho phép ngươi làm điều sai quấy. Ngươi khỏi phải nói, ngươi nên nể tình ta cho ngươi biết ba quyển thiên thư đó ở đâu. Thả ta đi đi. Không được. Trừ phi ngươi hứa với ta từ nay về sau không làm điều quấy. Điều này, nếu như không hứa với ta thì hôm nay ta sẽ thu phục ngươi. Ta thấy ngươi rượu mời không uống, để uống rượu phạt. Tiếp chiêu. Cái gì? Phải rời khỏi quyền Trung Ly sao? Trước đây vì sợ triều đình bắt con đi làm dân phu nên mới đưa con đến hoàng gia tự xuất gia. Nhưng mà dù sao con cũng là con một trong nhà, thang gia cần có con để duy trì hương quả. Con làm hòa thượng như vậy dù sao cũng không phải. Điều này, hơn nữa bây giờ quan binh càng ngày càng ngông cuồng, không những bắt bớ khắp nơi, bắt không được người thì đập phá. Ba tánh huyện Trung Ly này không ai thoát nạn. Cha có một vị bằng hữu ở Hào Châu, ông ấy đồng ý giúp đỡ chúng ta, cũng đồng ý dạy con học văn luyện võ. Vì vậy cha định đưa con đi nương tựa ông ấy. Nhưng mà cha, nếu như rời khỏi huyện Trung Ly, sau này con không thể gặp lại đại ca rồi. A Di Đà Phật. Trụ trì, Liễu Nhân à. Ừ. Nam Nhi ký tại bốn phương, nếu phụ thân con đã thu xếp cho con thì con nên cố gắng tu tập, sau này mới có thể trở thành người hữu dụng. Liễu Nhân xin nghe lời dạy của trụ trì. Huynh nhìn đi, muội đã nắng cho huynh rồi nè. Trời đất ơi, cái tên nhà đầu thối này không cậy ruộng mà lại đến đây chơi đất bụng ha, ghê ha. Huynh nhìn đi có giống không? Lần này ngươi khổ thân rồi. Bây giờ ta sẽ về nói với đại tiểu thư chết đi. Được rồi, cũng đủ rồi. Ê, người đất này sắp gãy tay rồi nè. Nè, ê, gắn lại. Nè. Ông trời ơi ông trời, nếu như ông thực sự linh nghiệm, hãy để cho những người đất này cày ruộng giúp con. Đa tạ ông nha. Ông trời ơi, Trùng Bát Ca, huynh ấy đều là dì con. Con xin ông hãy phù hộ cho huynh ấy vượt qua khó khăn này. Đa tạ ông trời. Đa tạ ông trời. Ý. Nè, Tú Anh, mình nhìn đi, bắt đầu cày ruộng rồi. Ông trời hiển linh rồi đó. Hay quá rồi, hay quá. Hay quá. Hay thiệt. Hay quá. Hay quá rồi. Thank you.
Thương tích của mình hình như đã khỏi rồi. Kỳ lạ, nếu dựa vào bản thân của mình, không lý nào bình phục nhanh như vậy. Không lẽ có người giúp mình dẫn công trị thương? Mình nhớ vừa rồi Lưu công tử nói là công tử đưa mình về Hoàng Giác Tự. Chẳng lẽ là công tử? Nhưng công tử không biết võ công mà. Xem ra mình đối với Lưu công tử này phải chú ý nhiều hơn mới được. Đúng rồi, sư phụ đuổi theo con Bạch Viên đó, không biết tình hình bây giờ ra sao rồi. Đến giờ vẫn chưa về, thật sự khiến người ta lo lắng. Không được, mình phải đi xem thử. Ê, Trần Hữu Lượng, huynh tỉnh rồi hả? À, bây giờ huynh cảm thấy thế nào rồi? Không sao. À, không sao thì tốt. Hôm nay đệ thấy huynh hôn mê bất tỉnh, đệ lo lắng lắm. Ta không sao, có gì phải lo lắng đâu. À, cho dù sau này muốn lo lắng cũng không còn cơ hội rồi. Hả? Sao đệ lại nói như vậy? Tại vì đệ sắp rời khỏi huyện Trung Ly rồi, sau này không còn cơ hội gặp lại huynh với đệ ca nữa. Đệ tính đi đâu? Cha đệ có một bằng hữu ở Hào Châu, ông ấy nói là sẽ dạy đệ học văn và luyện võ, cho nên bọn đệ sẽ đi nương tựa ông ấy. Lần này đệ trở về là để thu xếp hành lý, thu xếp xong đệ sẽ đi liền. Tự nhiên như vậy sao? Trùng bác biết không? Đại ca không biết. Từ sáng sớm cho đến bây giờ đệ đều không gặp huynh ấy. Vậy cũng tốt, đệ đến đó hãy luyện võ cho tốt, đừng nên yếu đuối như bây giờ. Bị một cô gái đá một cước thì đã bay ra ngoài rồi. Đệ yếu đuối hồi nào? Đệ nói cho huynh biết, sau này võ công của đệ nhất định cao cường hơn huynh luôn. Huynh sẽ trở thành bại tướng của đệ. Đệ đừng khoác lác, huynh rất muốn biết đệ có bản lĩnh này hay không. Liễu Nhân, Liễu Nhân, Liễu Nhân, thu xếp xong chưa? À, xong ngay bây giờ nè. Cha cậu đang hối cậu đó. Xong ngay thôi mà. Phải rồi sư huynh, Trùng Bác ở đâu huynh biết không? À, hắn bị Liễu Dương sư huynh và đại tiểu thư kêu đi làm ruộng rồi. Người nói cái gì? Đầu thối đang chơi đất bùn với Tú Anh sao? Đúng vậy, đại tú thớ, chính tiểu nhân nhìn thấy chứ bộ. Cái tên tiểu tử thối này, hắn cũng to gan thiệt. Công việc đại tiểu thư đã căn dặn hắn đều không làm, lại đi chơi bùn đất với lại Tú Anh. Tiểu nhân thấy hắn đúng là bỏ hung ra hang rồi. Nói vậy là ý gì ta? Muốn chết dạ, trời, đó trời. Lần này cái tên đầu thối kia nhất định phải quỳ gối xin đại tiểu thư tha tội. Ủa? Sao đại tiểu thư lại không giận, trái lại còn... Chỉ cần ta nghĩ đến chuyện sắp được đầu thối quỳ gối xin tha với ta thì ta vui tới phát cười luôn. Vậy ý của đại tiểu thư là... Trước tiên đừng có manh động, cứ để họ chơi đi. Đợi tới lúc hoàng hôn buông xuống, ta sẽ tới tìm tên đầu thối đó tính sổ. Hay quá đi. Hay quá, hay quá. Hay quá rồi, hay quá rồi. Hay quá trời. Nếu không phải vì bà thấy tiền sáng mắt, ham lợi đen lộc, ham mê tiền của, sao bà lại để Tú Anh gả cho Đại Ngưu chứ? Bây giờ gả cho Đại Ngưu không thành, bà lại để cho Dương Viên Ngoại nhận Tú Anh làm vợ lẽ. Nếu không phải như vậy, phu nhân ông ta có đi báo quan hay không? Nếu không phải như vậy, Tú Anh có bị bắt đi hay không chứ? Tú Anh đáng thương, Tú Anh đáng thương ơi. Đây là lỗi của Thẩm, tất cả đều là lỗi của Thẩm. Bây giờ chỉ có thể cầu trời phù hộ để Tú Anh nhà mình có cơ hội thoát khỏi tay đám binh sĩ đó. Được như vậy tôi mới có cơ hội gặp lại nó, tôi mới có cơ hội đối xử tốt với nó. Nếu nó thật sự đã vào trong cung thì suốt đời này tôi không thể gặp lại Tú Anh rồi. Cái gì? Không ngờ họ đã đem Tú Anh tặng cho tên cẩu hoàng đế đó. Không được, mình phải đi cứu cô về. Thật ra Tú Anh bị đưa đi bao lâu rồi? Bây giờ đã bị đưa đi tới đâu? Mình cũng không biết nữa. Mình nên đi đâu để tìm Tú Anh đây? Ông trời ơi, còn phải làm sao đây chứ? Nếu như thật sự tìm lại được Sơn Thạch Chi Nhãn thì con muốn làm nên bá nghiệp,
sẽ không còn bao lâu nữa. Tú Anh từng cứu mình, nhưng mà bây giờ mình còn có nhiệm vụ Bạch Liên Giáo trên người. Sau khi mình đến Hàng Âm Sơn, tìm được Sơn Thạch Chi Nhãn, mình lập tức tới cứu cổ. Cổ hoàng đế, nếu người dám làm quen ố Tú Anh, ta nhất định sẽ tấn công Đại Đô, đích thần giết chết ngươi. Trời ơi, hay thật. Vẫn chưa đến trời tối, chúng ta đã cày xong 10 mẫu ruộng rồi. Chúng ta hả? Đều nhờ sự giúp đỡ của những người đất này. Người đất, đa tạ mấy người nha. Tú Anh, mời nhìn đi. Thần kỳ thật đó. Hay quá. Bây giờ chúng ta có thể về giao phó rồi. Đi thôi. Đi thôi. Đi. Trung Bách Ca, tại sao huynh luôn nhìn muội vậy? Huynh đang nhìn bùn đất trên mặt muội. Trên mặt muội dính bùn sao? Nè, ê, muội lau một mình làm sao mà sạch? Để huynh giúp muội. Nè. Ê, trên mặt huynh cũng có đó. Để muội lau cho huynh. Nè, hai người cũng thân mật lắm đó. Cũng biết chọn lúc nói chuyện yêu đương lắm, bỏ mặc chuyện chính đáng luôn rồi sao? Tiểu thư, nô tỳ. Ngươi còn có chuyện để nói sao? Không lẽ ngươi đã quên ngươi là tỳ nữ của ta? Ngươi còn có mau qua đây. Dạ. Đại tiểu thư nhìn đi, trên tay và y phục của họ đều là đất bùn hết. Lời nói của tiểu nhân vừa rồi không sai chứ? Đồ thối, trong lúc nào mặt trời cũng sắp lặn xuống núi rồi, lát nữa chờ xem các ngươi sẽ thế nào ha. Ta muốn nói đồ thối à, các ngươi chỉ biết chơi đất bùn, bỏ mặc chuyện chính đáng. Bây giờ mặt trời sắp xuống núi rồi, ngươi vẫn chưa cày xong, ngươi tự nói đi, làm sao đây? Tôi muốn nói đại tiểu thư à, xin tiểu thư hãy nhìn kỹ đi. 10 mẫu đất tiểu thư muốn tôi cài đã cài xong lâu rồi. Xong rồi sao? Sao lại có khả năng này? Sao lại không có khả năng? Không tin bây giờ tôi đưa cô đi coi. Đi. Đi nào. Đi. Đi. Sao lại thế được? Vậy là sao hả? Sao lẽ vậy? Đó, nhìn đi. Trời ơi, miếng đất rộng lớn như vậy một ngày là cài xong hết rồi. Đúng rồi. Người không phải nói tiểu nhân nó có biết đâu. Rõ ràng tiểu nhân thấy hai người họ chơi đất bùn chứ bộ. Đủ rồi, đừng nói nữa. Trở về mới tính sổ với hai người sao? Nè, tôi muốn nói đại tiểu thư à, tôi hoàn thành công việc tiểu thư đã dặn. Tôi cũng mong tiểu thư giữ lời hứa trả tự do cho Tú Anh. Được, người giỏi lắm. Bây giờ ta sẽ thả Tú Anh ra. Đa tạ tiểu thư. Trùng Bách Ca, chuyện này là sao? Đi, là sao? Tại sao? Đợi đã. Hả? Chuyện gì nữa? Muốn nuốt lời hả? Phải rồi, đại tiểu thư trở mặt. Nè, đừng có nhiều chuyện. Đồ thối à, ngươi từng nói là chỉ cần ta tha cho Tú Anh thì ngươi làm bất cứ chuyện gì cho ta, có đúng không? Điều này đúng là tôi có nói, nhưng đó là tôi nói trước khi cài 10 mẫu ruộng này. Bây giờ tôi hoàn thành công việc rồi, tiểu thư phải giữ lời hứa thả Tú Anh đi chứ. Được cái quạt coi nóng quá trời. Xưa nay ta đã nói là sẽ giữ lời, cho nên ta cũng mong người khác đã nói thì phải giữ lời. Chỉ cần ngươi chịu hứa với ta 3 việc, ta sẽ thả ả ra ngay. 3 việc gì chứ? Về điều này bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta không kêu ngươi làm điều sằng bậy. Chỉ là một khi ta nghĩ ra 3 điều này, ngươi phải giúp ta làm ngay. Ngươi có làm được không? Chuyện này
chuyện. Ba điều này để tôi giúp huynh làm. Ê, Trần Hữu Lượng, huynh về rồi hả? Thác Nhã tiểu thư, Trùng Bác và Tú Anh cô nương là hảo bằng hữu thanh mai trúc mã, xin tiểu thư đừng làm khó họ. Nhưng về ba điều này, Trần Hữu Lượng tôi rất sẵn lòng làm giúp tiểu thư. Chuyện có liên quan gì tới ngươi? Ta chỉ muốn đầu thối giúp ta thôi. Giúp tiểu thư điều gì? Hắn giúp ta làm việc. Tránh ra đi. Đầu thối, rốt cuộc ngươi có hứa hay không? Được, chỉ cần tiểu thư thả Tú Anh ngay bây giờ, tôi sẽ hứa. Hứa như vậy nha. Tú Anh, kể từ bây giờ ngươi không còn là tỳ nữ của ta nữa. Đa tạ tiểu thư. Tú Anh. Trung Bát Ca. Hai người các ngươi đi theo ta. Thác Nhã, ngươi đừng tưởng ngươi là con gái của thái quý thì có thể xem thường ta. Vì ta là chân mệnh thiên tử sau này, ta không tin Trần Hữu Lượng này không thể có được ngươi. Trần Hữu Lượng. Vừa rồi đa tạ huynh đã nói đỡ cho đệ. Không có gì, huynh không cần đa tạ tôi. Bỏ tay xuống đi. Tú Anh cô nương không phải bị quan binh bắt đi rồi sao? Tại sao? Ê nè, huynh vừa đi không bao lâu thì con cọp cái Thác Nhã đó đã đưa Tú Anh đến chùa. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn huynh vì huynh đã đi cứu Tú Anh. Ê, huynh biết không, tối hôm qua huynh không trở về khiến đệ lo lắng lắm. Cũng may là huynh trở về bình an. Đã kêu huynh khỏi phải lo mà, tôi chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhưng mà Thác Nhã tiểu thư kia lúc nào cũng nhắm vào huynh, huynh nên cẩn thận đó. Đa tạ huynh nha. Tú Anh cô nương, cô được tự do rồi, có dự tính gì không? Tôi nghĩ nhà Thúc Thúc và Thẩm Thẩm của tôi không thể trở về. Tôi sợ liên lụy tới họ. Tất nhiên muội không thể trở về rồi. Nếu như đám quân quyền đó quay lại bắt muội thì sao? Nhưng mà muội có thể đi đâu được? Điều này ý có rồi, muội có thể đến nhà của huynh. Nhà huynh hả? Không được, không được. Hả? Chúng ta vẫn chưa, cũng không phải họ hàng, làm sao có thể đến nhà huynh ở được? Như vậy có sao đâu, tóm lại sớm muộn hai người cũng phải thành thân mà. Phải. Cảm ơn nha Hữu Lượng. Tú Anh, không sao đâu, dù sao thường ngày huynh đều trong hoàng giác tự, nếu như mỗi nhà huynh có tiểu thúc chăm sóc cho muội, huynh cũng yên tâm. Hơn nữa huynh còn có thể tìm cơ hội lẻn ra ngoài thăm muội nữa hả? Nhưng mà được rồi, đừng do dự nữa, cứ quyết như vậy đi. Vậy được rồi mà. Hay quá. Bây giờ huynh sẽ đem tin vui này nói cho Thang Hòa biết. Đi. Nè Trung Bác. Thang Hòa đã rời khỏi hoàng giác tự rồi. Hả? Tại sao vậy? Cha Thang Hòa đã đưa đệ ấy đến Hào Châu. Đệ ấy đã đi rồi. Tại vì đi quá vội vàng cho nên không kịp từ biệt huynh. Kêu tôi nói với huynh một tiếng. Thang Hòa, huynh đệ tốt của ta, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.